Hai ta đều biết, báo thù chỉ dẫn tới báo thù thật sự chính là tha thứ. Trước bài vị của cha mình, người con vừa hồi tưởng lại trận chiến kinh hoàng, vừa hỏi bài vị của cha mình, có ai làm được điều đó không cha? Con sẽ không chọn điều đúng đắn, nếu làm điều đúng đắn thì con không thể trả thù. Tất cả đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch, bên ngoài hàng trăm tên cầm ô đen đứng dưới mưa sẵn sàng đợi lệnh. Một buổi chiều tà tại thành phố Vladivostok của Nga, một người phụ nữ đang hối hả như đi tìm thứ gì đó. Cô bước vào một quán rượu, bà chủ hỏi, chúng tôi vẫn chưa mở cửa đâu, cô có cần gì không? Cô gái kia cởi mũ xuống với gương mặt bầm dập, tôi nghe nói nếu tới đây mình có thể gặp được Amur Tigro. Quay về đi thuê hắn đắt lắm đấy, cô gái đặt lên bàn vài đồng tiền lẻ với ít trang sức rồi gục xuống đất, nếu số đó vẫn chưa đủ. Tôi sẽ làm việc để trả nốt phần còn lại. Làm ơn hãy giết tên khốn găn tờ đó giúp tôi. Cô đang nói đến tên trùm xã hội đen ở khu phía đông đấy à? Đặt cái đầu của hắn chỉ với ngần này tiền thì. Đang nói bỗng ánh mắt của cô hướng về phía một thanh niên đang ngồi trong góc tối, rồi quay ra nhìn cô gái nói tiếp. Cô cực kỳ may mắn đấy, đằng nào chúng tôi cũng cần một cái đầu tầm cỡ của hắn, một cái đầu xứng đáng với lễ nghỉ hưu của Amur Tigro. Lisa, bà chủ ba Iskra, người chuyên môi giới hợp đồng. Trong nhà của tên Gunter lúc này, hai tên vệ sĩ đang xả súng điên cuồng, khói thuốc dần tan đi, hiện ra một tên trên người chi chít lỗ. Từ sau lưng hắn, một chiếc bóng đen vụt lên nhanh như chớp, giật lấy súng của tên đầu chọc cho ăn ngay một đấm vào cằm. Tên còn lại cầm súng quay sang bắn, nhưng Amur Tigro nhanh nhẹn đã núp sau tên đầu chọc. Những viên đạn cứ thế mà găm vào người tên đầu chọc. Amur Tigro bật lên phía trước cho tên còn lại ăn một cán súng. Xử xong lũ tôm tép này, Amur Tigro đi vào một căn phòng. Trước mặt là tên Gunter Vladivostok, ông trùm của khu phía đông. Hắn ta vẫn bình thản hút xì gà, thật đáng ngạc nhiên. Ta có nghe nói về một tên sát thủ như một bóng ma mới xuất hiện gần đây. Không ngờ chỉ là một tên người châu Á trẻ tuổi. Amur Tigro tên thật là Kim Shin, sát thủ Hàn Quốc. Tên Gunter nói tiếp, hãy thỏa thuận thế này nhé, 10 lần. Tôi sẽ trả cho cậu gấp 10 lần số tiền cậu đã nhận. Chỉ cần đi ra bằng đúng cánh cửa cậu đã đi vào và coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy thế nào? Lời nói của tôi rất có trọng lượng đấy chứ. Kim Shin lạnh lùng đáp lại, nếu không thì sao? Gunter vừa rút súng ra vừa nói, cái con khỉ vàng chó chết này mới kêu cái gì? Kim Shin không cho hắn nói lời trăng trối, phi con dao thẳng vào cổ họng hắn. Hắn gục xuống bàn chết không chớp mắt. Đứng từ phòng của hắn nhìn xuống cô gái đang đứng ở dưới mà nói rằng, thù hận chỉ có thể rửa sạch bằng máu. Ở nơi khác lúc này người đàn ông đang tắm, trên tay cầm điếu thuốc suy nghĩ về câu nói hãy tới Hoe Am, nếu tới đó cậu sẽ tìm được cách đánh bại chúng. Suy nghĩ một lúc cậu vứt điếu thuốc xuống đất và quyết định không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Về đến căn cứ, Lisa đã chuẩn bị tiền và thông tin mà Kim Shin yêu cầu. Lisa hỏi Kim Shin cậu sẽ làm gì sau khi báo thù xong. Nếu không còn nơi nào để đi, hãy quay lại đây, tôi luôn chào đón cậu. Kim Shin rời đi, cậu chưa từng suy nghĩ về việc nào khác ngoài việc báo thù. Mọi người cùng theo dõi tiếp để lắng nghe câu chuyện của Kim Shin nhé. Một cơ quan bí mật đặt trụ sở tại tầng 71 của khách sạn Gangnam Castle và là một đồng minh với những ông lớn ngành khách sạn, xây dựng, giao dịch, tài chính. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là nơi để tội phạm toàn quốc liên minh với nhau. Vào 8 năm trước, một thám tử dám thách thức chúng đã bị giết chết một cách dã man. Không thể thắng được chúng chỉ với công lý, chúng sẽ không sụp đổ nếu chỉ có một hay hai thành viên cấp cao bị bắt. Chỉ có một cách duy nhất, đó là tập hợp những con người căm thù chúng lại và trở nên hùng mạnh hơn chúng. Trên tay cầm dự án Castle, Kim Shin đang trên máy bay, bay về Hàn Quốc, nơi mà những kẻ sát hại cha anh đang tung hoành. Vừa xuống sân bay Incheon, Kim Shin đã nghe được tin về tên chủ tịch tập đoàn xây dựng Haseong. Nhớ lại hồi còn đi học Kim Shin bị hắn bắt nạt và tên khốn đó đã làm cho Kim Shin nhà tan cửa nát. Sự xuất hiện của Kim Shin ở Hàn Quốc này mới chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc nổi dậy thôi. Lên xe taxi, Kim Shin yêu cầu tài xế đưa mình tới Hoe Am. Tên tài xế thắc mắc Kim Shin sống ở đó thì có tiền trả tiền xe không. Kim Shin đưa cho tên tài xế đó tiền rồi bảo hắn yên lặng lái xe. Trên đường, Kim Shin gọi cho người đàn em tên Jin Tae, hỏi cậu tình hình điều tra thế nào rồi. Đầu dây bên kia có mấy tên nằm gục dưới chân Jin Tae. Jin Tae hỏi Kim Shin em mới hỏi đường thôi mà chúng nó đã xông lên quay em rồi, tiện thể cho em vận động chân tay chút nhá. Seo Jin Tae, cánh tay trái của Kim Shin, vũ khí chính của anh là dao găm quân sự. Kim Shin đáp, không chết là được rồi, cúp máy. Hai tên đứng trước mặt Jin Tae tay cầm vũ khí nhưng sợ không dám manh động. Jin Tae lao vào chúng, một tiếng hét thất thanh vang lên. Hoe Am là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất cả nước. Những kẻ đầu đường xó chợ, ngoài vòng pháp luật lẩn khuất khắp nơi, đây từng là nơi thầy trú ẩn, cũng là dưới đáy lãnh thổ của chúng. Nếu ở đây, có thể nắm được từng hành động của chúng mà không cần phải lộ mặt.
Thấy Kim Xin tới, Jin Tae vui mừng gọi đại ca mà không để ý rằng đằng sau mình có một tên chuẩn bị ra tay với anh. Một cái túi bay tới, tên kia vừa quay ra chưa kịp hình dung thì đã bị cái túi đập vào mặt làm mặt hắn biến dạng. Kim Xin chạy nhanh tới đạp vào mặt hắn trước khi cái túi kia rơi xuống đất. Thân thể đúng thật là phi thường mà, không hổ danh là bóng ma nước Nga. Jin Tae há hốc mồm kinh ngạc. Kim Xin hỏi Jin Tae đã giải quyết xong đám tép diêu rồi mà sao đằng kia vẫn còn đông vậy? Trong đám côn đồ đang đi tới, có một tên nằm trong danh sách mà Kim Xin phải xử lý, đó là tên cầm đầu Kim Hyeok-ju, trưởng đội bảo kê hạng 4. Trước những lời ba hoa của Kim Hyeok-ju, Jin Tae nghe không lọt tai, để bắt con gà trước mặt im mồm. Cậu tặng cho hắn con dao để làm quà gặp mặt, nhưng hắn né được một cách nhẹ nhàng. Món quà này đã làm cho hắn tức giận, hắn tính rút dao ra để xử lý Jin Tae thì bất ngờ nghe Kim Xin cảnh cáo, đừng rút con dao đó ra, rút ra là chết đấy. Kim Hyeok-ju không biết hai kẻ lạ mặt này là ai, mà to gan dám đến địa bàn của hắn gây sự, lại còn đe dọa hắn. Lần này thay vì đe dọa như lúc đầu, hắn đã ra lệnh cho đám thủ hạ lao lên xách cổ Jin Tae và Kim Xin. Đúng là điếc không sợ súng mà, có đại ca ở đây bọn này lao lên như con thiêu thân mà không biết rằng trước mắt là hai cao thủ. Cả đám nhanh chóng nằm xuống chỉ với vài đường cơ bản của Kim Xin. Kim Hyeok-ju thấy đám thuộc hạ của mình bị hành như vậy tức điên lên, hai tay cầm hai dao nhảy vào. Nhưng Kim Xin đọc hắn như một cuốn sách, dễ dàng né được hết chiêu của hắn, rồi chốt hạ bằng cú đấm sấm sét. Bên phía Jin Tae cũng đã dọn xong lũ rác rưởi này. Cả hai nhanh chóng đã đến được nơi mà sư phụ của Kim Xin trú ẩn khi ở Hàn Quốc. Ở đây họ đã gặp Pi Eugene, học trò đầu tiên của ngài Min Seong. Đây có vẻ như là người mà Kim Xin tìm để cùng lật đổ lũ sâu bọ đang trốn trong tòa Gangnam Castle. Jin Tae có vẻ như biết người này, nhưng anh ta không biết hai người là ai. Ngang nhiên vào nhà anh ta lại còn dám nói ra tên sư phụ của mình. Eugene không hề khoan nhượng, một cú đấm thẳng mặt Jin Tae, nhưng đã được Kim Xin chặn lại. Kim Xin nói Eugene đừng hiểu nhầm, anh đến nơi này không phải để đánh nhau. Jin Tae ném ba lô tiền rất to ra trước mặt Eugene. Kim Xin nói tiếp, nếu không có việc gì làm Kim Xin rất mong anh ta về làm việc cho mình. Nhưng Eugene không phải loại người dễ mua chuộc, anh ta từ chối, cho rằng Kim Xin không phải loại tốt đẹp gì, lập tức tấn công Kim Xin. Trước những đợt tấn công dồn dập, Kim Xin chỉ đỡ chiêu, quan sát xem trình độ Eugene. Đúng như dự đoán, sau khi bị Eugene ép vào một góc tường, trình độ của Eugene không phải là loại mà cậu ta có thể nương tay được. Một cú quét trụ khiến Eugene ngã xuống, nhưng cú đấm tiếp theo của Kim Xin đã bị Eugene chặn lại. Nhận thấy khả năng ứng biến linh hoạt của Eugene, Kim Xin đã rất hài lòng, có vẻ như sư phụ đã dạy đối tác tương lai của mình đến nơi đến chốn. Sau vài chiêu, Eugene nhận thấy cách chiến đấu của Kim Xin rất giống với sư phụ của mình. Qua cuộc nói chuyện, anh ta đã biết Kim Xin cũng là học trò của sư phụ mình, nhưng giờ đây Eugene không muốn dính líu gì đến ông ấy nữa, nên anh ta đã tính làm ngơ trước sự hiện diện của Kim Xin. Dù vậy, khi nghe đến cái tên Castle và thông tin về sư phụ mà Kim Xin đang muốn nói cho Eugene biết, cậu ta đã thay đổi ý định và bảo hai người theo hắn. Jin Tae muốn đến nơi nào đó ngồi ăn để nói chuyện, vì sau khi vận động chân tay cậu cần phải nạp năng lượng. Eugene đưa hai người đến một nơi đáng tin để trao đổi. Nơi đây là một quán nhậu có món thịt bò cao cấp, và người chủ quán chính là anh em với sư phụ của cả hai người. Eugene thắc mắc sao Kang Min Seo ống không đến, mà lại là hai thằng mày. Qua cuộc trao đổi, Eugene đã rất sốc khi biết được tin sư phụ của mình đã bị sát hại bởi tổ chức Castle. Không thể chấp nhận thực tế phũ phàng khi nghe được tin sét đánh, Eugene đã rất giận dữ. Trước thái độ tiêu cực của anh ta, Jin Tae cũng đã nổi nóng theo. Hai bên lời qua tiếng lại, tay đã cầm vũ khí chuẩn bị tần nhau. Nếu không có Kim Xin ngăn lại, có lẽ cả hai đã có một trận cơm bạt ra trò. Kim Xin hỏi Eugene anh có thể chịu đựng được chuyện đó hay sao? Sau khi cả hai chúng ta đều đã mất tất cả, sư phụ đã bị chúng giết. Những tên bỉ ổi đó vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài kia, chúng còn đang kiểm soát thế giới ngầm. Kim Xin nói cho Eugene biết về ý định của mình, anh ta muốn tiếp quản Hoa Am và dùng nó làm bàn đạp để trèo lên đỉnh của thế giới ngầm, sau đó là hủy diệt Castle vì tất cả những gì chúng đã gây ra. Đương nhiên, để hoàn thành được chặng đường đó, Kim Xin rất cần sự tham gia của Eugene. Khi nghe được điều này, Eugene đã cảm thấy rất là nực cười với những gì mà Kim Xin vừa thể hiện. Eugene không cho rằng Kim Xin không có đủ sức để làm nên trò trống gì ở bên ngoài. Thế là anh ta liền bỏ đi với lời cảnh cáo, nếu cả hai còn dám xuất hiện trước mặt Eugene một lần nữa, thì anh ta sẽ gặt đầu hai người. Đương nhiên, lời đe dọa này chả có giá trị gì với nhóm Kim Xin. Ngược lại, trước sự bố láo của Eugene, Jin Tae đã đề nghị với Kim Xin rằng sẽ giết chết Eugene. Kim Xin là một người khôn ngoan đến mức có thể nhanh chóng leo lên vị trí đứng đầu trong giới sát thủ chỉ trong vòng 2 năm. Đương nhiên, đối với Eugene, Kim Xin chẳng có gì mà phải vội. Cậu ta hoàn toàn có thể nắm bắt được tâm lý của Eugene và cũng khẳng định nhanh thôi Eugene sẽ về dưới trướng của mình. Điều mà anh ta cần lúc này chính là thời gian. Khi Eugene vừa đi,
ông chủ quán liền đến trò chuyện với cả hai. Qua trao đổi, nhóm của Kim Sin mới biết ông chú cũng là anh em với sư phụ của Kim Sin. Biết tin rằng anh qua đời, ông ta đã chúc cho ông ra đi thanh thản và cũng mong Kim Sin không quá khắt khe với Ujin. Về phía cả hai, ông chú cho rằng cả bọn trước hết cần có một người hướng dẫn đường đi nước bước ở Hoa Em. Trước nay có một người phù hợp mà ông ta biết và muốn giới thiệu cho cả hai. Ban đầu Kim Sin vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng khi nghe ông chú chia sẻ, người mà ông ta muốn giới thiệu đang nắm giữ tất cả những thông tin về Hoa Em. Và cũng chính là nhân vật thừa kế của chủ nhân Hoa Em trước đây, người đã bị đám bảo kê cướp mất quyền lực. Nghe được những công ty này, Kim Sin đã rất chắc chắn rằng đối phương chính là người mà mình cần phải nhanh chóng hợp tác. Không mất nhiều thời gian, Kim Sin đã nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình. Hiện tại đối tác của anh ta đang bị đám người bảo kê gây khó dễ trước sự chênh lệch về quân số lẫn sức mạnh. Cha So Min dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ rất cứng rắn, nhưng thực ra cô ta đã biết trước kết quả khi bản thân không thể nào làm được gì trước sự hiện diện của tên đội trưởng đội bảo kê Kang Man Jae, đúng như những dự tính trong đầu của cô ấy. Với tất cả khả năng của mình, số mình chỉ có thể hại được đám thủ hạ mà thôi. Dù đã thử tấn công Kang Man Jae như kết cục vẫn là sự thất bại thảm hại dành cho cô. Nếu không có sự hiện diện kịp thời của nhóm Kim Sin, có lẽ gương mặt xinh xẻo của Su Bin đã phải ăn một bạt tai từ tay đội trưởng. Rất may là điều đó đã không xảy ra. Sự xuất hiện bất ngờ của cả hai đã khiến cục diện đảo chiều một cách nhanh chóng. Sau một chút bỡ ngỡ, Kim Sin và cha Su Min nhanh chóng nhận ra người đối diện chính là bạn học cũ của mình. Tên béo kia thắc mắc hai chúng mày là ai. Kim Sin thấy thằng béo này túm tóc cha Su Min, thì ra lệnh cho Jin Tae xử lý gọn gàng tên béo kia. Lớn chuyện là rắc rối lắm, cho nên đừng dùng dao. Vừa dứt lời, Kim Sin xoay người vung chân đạp bay một tên đang lao đến. Jin Tae nhanh chóng áp sát được tên béo kia. Hắn tung nắm đấm vào mặt Jin Tae, nhưng Jin Tae đã hạ người xuống tránh được một đòn. Jin Tae đấm trực diện vào người hắn. Cú đấm này bị hắn đỡ lại, hắn còn đang trong thế thủ. Jin Tae sút thêm một cú vào mạng sườn hắn và đấm liên hoàn. Tên béo này đúng thật là lì đòn, hắn vẫn mạnh miệng hỏi Jin Tae đã đánh xong chưa. Jin Tae bắt đầu tăng tốc độ với những cú đấm, cú đá vào chỗ hiểm của hắn. Jin Tae áp đảo với cái tốc độ chậm chạp của tên béo, hắn ta còn chẳng thể chạm được vào người Jin Tae. Cứ mỗi lần hắn ta chiêu, Jin Tae đều tránh được hết. Jin Tae liên tục ra chiêu trúng kẻ địch, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ không si như gì. Để cho nhanh gọn, Jin Tae liền giả vờ dùng dao để làm mồi. Thấy hắn sơ hở, Jin Tae kết thúc trận đấu nhanh chóng bằng một cú đá cực mạnh vào thẳng mặt của tên mập. Cú đá này đã thành công hạ được hắn mà không tính là dùng dao chiến đấu. Mặc dù có chút xấu hổ khi bị bạn học cũ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, Su Min nhanh chóng có một cuộc trò chuyện sòng phẳng với Kim Sin. Cô tưởng anh đã chết và anh xuất hiện ở đây làm gì? Có chuyện gì mà anh phải tìm đến chùm băng đảng? Trước hàng loạt câu hỏi của Su Min, Kim Sin không trả lời mà anh đề nghị hợp tác để cùng nhau chiếm lấy khu Hoa Am. Kim Sin cần mọi thông tin và lực lượng có thể tập hợp được. Anh cần sức ảnh hưởng của băng Bù Jin và rất cần sự hợp tác của cô. Không quá khó để Su Min nắm được mục tiêu của Kim Sin không phải là Hoa Am, mà là Kim Jae Hoon, kẻ đứng sau tất cả. Hoa Am chỉ là bước đầu để Kim Sin bắt đầu trả thù mà thôi. Kim Sin nhấn mạnh là sẽ trả đủ và cô sẽ không gặp vấn đề gì cả. Su Min chấp nhận lời đề nghị này của Kim Sin với một điều kiện, cậu ta phải luôn bảo vệ bãi phế liệu nơi mà cả hai đang đứng bởi vì nó là thứ rất quan trọng với Su Min. Kim Sin hơi bất ngờ vì Su Min lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng anh vẫn thấy được sự thận trọng trong hành động của Su Min. Jin Tae ở ngoài thấy hai người đi ra, anh ngơ ngác không hiểu sao họ chỉ mới gặp lại nhau thôi mà lại đồng ý nhanh đến vậy. Về phía nhóm bảo kê DS, với lời báo cáo của tên mập trưởng đội bảo kê, anh đã biết được sự hiện diện của những kẻ phá rối kia không phải là người của cha Su Min. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, ông ta ngay lập tức ra lệnh cho đàn em Kim Dae Jeon ra mặt. Riêng đối với sự thất trách của Kang Man mà hắn nhận được từ đại ca Jun Dok Su của hắn là sự sỉ nhục. Ông ta bảo hắn còn có thể về đây sau khi làm nhục thanh danh của Jun Dok Su sao? Rồi ông ta cầm bảng tên của mình lên, đập mạnh vào đầu Kang Man Jae, hắn ngục xuống máu chảy lênh láng. Chứng kiến cảnh tượng người anh em bị xếp và không trượt phát nào, ai nấy đều không khỏi phải dùng mình. Sau khi hạ họa chỉ thị mà ông ta giao cho Dae Jeon là đi xử lý anh em Kim Sin, cùng với đó quét sạch luôn băng đảng của Su Min. Về phía nhóm của Kim Sin, trong khi Jin Tae và Su Min đang ngủ say, Kim Sin ở ngoài đang tưởng tượng ra trận chiến của mình với những tên đã hãm hại gia đình mình. Trước mặt cậu ta là đối thủ có trình độ cao nhất trong giới sát thủ, và cậu rất có thể sẽ phải có một trận chiến sống còn. Cuộc chiến diễn ra trong đầu của Kim Sin là rất khủng khiếp, khi hai con quái vật một bên là top một giới sát thủ, một bên là nhân vật định nghĩa hai từ sát thủ là gì lao vào nhau. Cuộc chiến là rất cân tài cân sức nhưng vẫn chưa có kết quả. Sự xuất hiện bất ngờ của Dae Jeon đã khiến quá trình tưởng tượng của Kim Sin dừng lại. Dae Jeon đã nhờ Kim Sin gửi lời cảnh báo đến băng đảng của Su Min rằng họ phải rời đi trước hoàng hôn, nếu không cả đám sẽ bị xóa sổ.
Dae-jeon cho rằng Kim Sin là một người tài giỏi, đủ sức để làm thủ lĩnh ở bất cứ đâu. Nhưng với Hoi-am thì không, Dae-jeon còn đe dọa Kim Sin, cậu cũng nên rời đi, muốn phải bỏ mạng. Tất cả lời đe dọa của Dae-jeon đã bị Kim Sin bỏ ngoài. Dae-jeon cũng chẳng bận tâm lắm vì ngày hôm nay anh ta đến chỉ để thông báo trước. Việc đã xong nên anh ta liền rời đi sau lời tuyên chiến từ phía băng đảng bảo kê DS. Nhóm của Kim Sin cũng nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Với những thông tin mà nhóm có được về bảo kê DS và người hậu thuẫn Kim Jae-hoon ở đằng sau, quân sư của băng Bujin, Shin Won-in không nghĩ là có kế hoạch nào có thể đánh bại được kẻ thù. Chúng chiếm mọi mối làm ăn, làm việc trong các dự án tái phát triển, thậm chí bán mai thúy để kiếm tiền. Vỏ bọc là một tập đoàn, nhưng thực chất là do xã hội đen điều hành. Ngược lại Kim Sin thì không cho là vậy. Với anh ta chỉ cần nắm được điểm yếu của đối phương, chỉ với một đòn duy nhất, Kim Sin tin mình có thể đánh đổ kẻ thù một cách nhanh gọn. Để lên kế hoạch, ngay khi nắm được thông tin đối phương đang làm giàu từ việc buôn mai thúy, Kim Sin liền đề nghị Su Min kiếm về cho mình một chút ma túy. Để từ đó tìm ra điểm yếu của đối phương, một khi đã biết phải đâm vào đâu thì sẽ dễ dàng kết thúc chúng. Kim Sin kể rằng sáng nay anh mới gặp Kim Dae-jeon và tối nay hắn sẽ quay lại nơi đây. Những người bên băng Bujin có vẻ rất sợ gã này. Su Min biết rất rõ về thực lực của anh ta nên đã yêu cầu Jin Tae ở lại hỗ trợ Kim Sin cho cuốn vào buổi tối. Dù vậy, câu trả lời của Kim Sin là anh sẽ lo tên Kim Dae-jeon này, còn mọi người hãy làm theo kế hoạch đã bàn trước. Dù đã biết Kim Dae-jeon ở một đẳng cấp khác với những tên từng chạm mặt trước đó, Kim Sin vẫn tự tin bản thân có thể làm chủ được cuộc chơi. Không những thế, tất cả thành viên của băng đảng Bujin đã rất sốc khi nghe Kim Sin chốt một câu chắc nịch, chỉ cần một tuần, cậu ta sẽ tống cổ bảo kê DS ra khỏi Hoi-am. Tại văn phòng điều hành bảo kê DS, Jin Tae đang đóng giả thành người của tập đoàn JT để vào bên trong, nhưng bị chặn lại bởi hai tên bảo vệ to con. Kế hoạch nhanh chóng được tiến hành thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của Su Min, với khả năng ăn nói Jin Tae đã nhanh chóng thâm nhập được vào bên trong. Su Min vì không an tâm về phía của Kim Sin cho lắm, cô ta gọi điện hỏi thăm tình hình. Vừa đúng lúc một nhóm côn đồ xuất hiện tại bãi phế liệu, Kim Sin hơi thất vọng vì tên Dae-jeon không tới. Kim Sin ngồi trong xe ô tô cất tiếng lên hỏi, Kim Dae-jeon đâu rồi? Tên xăm trổ đầy mình lên tiếng, Dae-jeon bận chút nên hắn đến thay, hắn tự cho mình ngang hàng với Dae-jeon, nhưng mà là hàng gì thì mình không biết. Tên này mặt gớm ghiếc nói chuyện thách thức Kim Sin, mà không biết rằng hôm nay chính là ngày tàn của hắn. Kim Sin không nhiều lời vòng vo, bảo hắn lên đi. Đám tay sai của hắn xông tới, Kim Sin mạnh mẽ như hổ vậy, ra chiêu không nương tay, chẳng mấy chốc những tên tép diêu này bị Kim Sin cho nằm đường hết. Tên cầm đầu nhảy vào đánh nén, hàng loạt chiêu thức của hắn bị Kim Sin né dễ dàng. Hắn tung một cú móc hiểm vào người Kim Sin, tuy đỡ được nhưng Kim Sin cũng bị văng ra xa. Hắn yêu cầu Kim Sin đánh nghiêm túc, chuyển cảnh tới chỗ của Jin Tae, anh đang được em gái xinh đẹp bên cạnh áp trái bưởi vào người. Nhìn phong cách ăn mặc vào chiến đấu của anh vậy thôi, chứ khi ở bên cạnh em gái xinh đẹp này, Jin Tae đích thị là một good boy chính hiệu. Jin Tae không quên nhiệm vụ được giao, sau một hồi trao đổi với em gái này cùng một cục tiền, Jin Tae đã biết được người mình cần gặp có ở đây. Vì không an tâm về Kim Sin, Su Min hẹn gặp Pi Ujin và nhờ anh ta đến bãi phế liệu để giúp đỡ Kim Sin. Nhưng khi Ujin chưa kịp xuất phát, bọn họ đã phát hiện ra Dae-jeon đang đi cùng sếp của mình vào nơi mà Jin Tae đang hành sự. Điều này đã khiến cả hai rất bất ngờ. Đối với ông trùm băng bảo kê DS, vì việc triệu tập bất ngờ dù đã rất nhanh chân nhưng rất vui vẫn đến muộn so với lịch hẹn. Vừa vào hắn đã bị ném chén rượu vào mặt, nhân vật lớn Kim Jae-hoon bắt hắn phải dập đầu tạ tội. Kim Jae-hoon này là chủ tịch tập đoàn xây dựng Ha-sung và là nhà tài trợ cho Jun Deok-su. Sau khi hạ nhục đối phương, Kim Jae-hoon nhanh chóng vào việc, bạn của anh ta cần một người xử lý một tay thám tử và bảo kê DS sẽ thay anh ta làm việc đó. Bàn giao đã xong, sau khi bạn của Kim Jae-hoon rời đi, tên chủ tịch xây dựng Ha-sung liền gọi trùm bảo kê lại nói chuyện riêng. Kang Chang Seok được thả ra rồi, từ khi chúng ta quyết định chiếm Hoi-am đến giờ đã là 2 năm rồi và chưa làm được. Hắn cho trùm bảo kê DS cơ hội cuối cùng để chiếm lấy Hoi-am, hắn ta không muốn lâu hơn nữa vì sẽ ảnh hưởng tới thể diện của hắn. Về phía Jin Tae, với sự nhanh nhạy của mình anh ta đã dễ dàng lẩn trốn trước sự có mặt bất ngờ của ba nhân vật máu mặt. Biết được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cậu ta cũng đã nhanh chóng rút lui quay trở lại khu bãi rác. Bên bãi rác lúc này trận chiến vẫn chưa đến hồi kết. Đám đàn em đứng ngoài định tính móc lốp Kim Sin, nhưng đã bị băng Bujin phát hiện và ngăn lại. Về phía trận đấu của Kim Sin, nhìn khá là giằng co, nhưng thật ra Kim Sin chỉ là đang thăm dò đối thủ. Kim Sin nhận thấy đòn thế của đối phương quá màu mè, dù hắn ba hoa là mình cùng thuyền với Dae-jeon, nhưng khi thực chiến chỉ với vài phút giao lưu, Kim Sin đã biết là hắn không cùng đẳng cấp. Tên khốn này sau khi bị Kim Sin đạp ngã xuống đất, hắn rút dao ra đứng dậy chơi tiếp, dù hắn có cầm dao,
nhưng những đòn của hắn không có tí sát thương nào với Kim Sinh cả. Anh dễ dàng né được hết, rồi bắt đầu phản công bằng một đấm giữa mặt tên khốn này. Dù có chơi dao đi chăng nữa, thì sự ao chỉnh là điều có thể thấy rõ. Khi Kim Sinh biểu lộ ra một chút thực lực, hắn ta hoàn toàn không có cửa bật lại. Sau khi bị ăn đòn, tên này nhận ra cách đánh của Kim Sinh đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc đầu. Bị Kim Sinh khiêu khích, hắn vẫn cố tấn công Kim Sinh thêm một lần nữa. Hắn dùng dao lao tới, Kim Sinh nhanh như chớp, bắt được tay hắn, bồi thêm một cùi chỏ vào thái dương hắn. Kết quả là suýt chút nữa là xong đời tên này. Nhưng may cho hắn, băng Bu Jin của Su Min không muốn lớn chuyện đã xin Kim Sinh tha mạng cho hắn. Kim Sinh chưa hiểu tại sao băng Bu Jin lại xin tha mạng cho kẻ thù, thì đúng lúc này Su Min tới nói rằng sẽ giải thích cho anh sau. Sau đó bốn người Su Min, Jin Tae, U Jin và Kim Sinh nói chuyện. U Jin vẫn có thái độ khó chịu với Kim Sinh, Jin Tae lại muốn va với U Jin để thử độ bền, nhưng đã bị Kim Sinh cản lại. Trước khi giải thích vì sao lại xin tha mạng cho tên kia, Su Min muốn biết ai sẽ là người kiểm soát Hoa Ham sau khi đã giải quyết xong Jun Dok Su và Kim Jae Hoon. Câu trả lời mà Su Min nhận được đó là cô ấy sẽ nhận được một nửa quyền lực nhưng Hoa Ham sẽ là của Kim Sinh. Nghe có vẻ không lọt lỗ tai, U Jin liền nắm cổ áo dằn mặt Kim Sinh. Cùng với đó, Jin Tae kề dao vào bụng U Jin và cũng cảnh cáo đối phương không được vô lễ với đàn anh của mình. Dù vậy, đó chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ và nhanh chóng được hòa giải. Sau khi nhận được câu trả lời, Su Min cũng đã hiểu được ý của Kim Sinh. Cô nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho Kim Sinh. Anh đến đây vì U Jin là đệ tử của Kang Min Seong, nhưng có vẻ anh không biết, ngoài U Jin ra, còn một người nữa, chính là Dae Jeon. Chuyển cảnh đến một quán xăm, một cô gái đang mở cửa. Đây là Lee Ji Won, một thợ xăm hình vào ban ngày và là một bác sĩ chui vào ban đêm. Kim Seong Jun bước từ trong quán ra, trên người được băng bó vết thương, chứng tỏ rằng sau trận thảm bại đêm qua, hắn đã tới đây để Lee Ji Won chữa lành cho bản thân. Cô bảo hắn ta dừng chuyện này lại đi, nếu không sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Kim Seong Jun nói cô đừng cằn nhằn, xía vào chuyện của hắn nữa. Đang rời đi thì hắn đụng độ Kim Dae Jeon. Dae Jeon túm cổ áo hắn nhấc lên hỏi, tại sao anh lại tới bãi phế liệu đó? Tao đi hoàn thành công việc mà tên khốn thiếu quyết đoán như mày không thể làm. Mày nghĩ rằng Jun Dok Su sẽ làm ngơ việc này sao? Dae Jeon trả lời rằng, chỗ đó ra sao là do tôi quyết định. Nếu anh còn xía vào thêm lần nữa, thì tôi sẽ giết anh thật đấy. Nếu chỉ muốn làm loạn nơi này thì biến đi. Đang căng thẳng thì Lee Ji Won lên tiếng, đừng làm như vậy trước mặt tôi không muốn chữa bệnh cho bệnh nhân thêm lần nữa đâu. Dae Jeon bình tĩnh lại thả cổ áo ra cho anh của mình đi. Trước khi đi, Kim Seong Jun để lại lời nhắn cho Dae Jeon, làm đúng việc của mày đi. Bên này Su Min nói tiếp, Dae Jeon là đệ tử thứ hai của Kang Min Seong, Jin Tae bất ngờ với tin này. Và tên khốn hôm qua Kim Sinh đánh chính là Kim Seong Jun, anh trai của Dae Jeon, và Kim Seong Jun cũng từng là thành viên của bang Bu Jin. Su Min và Dae Jeon từng là bạn, cho đến thời điểm 4 năm trước khi Seong Jun bị băng DS bắt đi, Dae Jeon đã tới cầu cứu gia của Su Min, là trùm của băng Bu Jin lúc đó. Mặc dù vậy, mong muốn này của cậu ta đã không được cha In Guk chấp nhận. Theo quan điểm của bố Su Min, vì Seong Jun tự mình gây ra, nên anh ta phải tự giải quyết, đó là luật, và ông cũng không giúp gì cho Dae Jeon được. Từ lúc đó, Dae Jeon đã căm hận băng Bu Jin. Không có hậu thuẫn từ băng Bu Jin, Dae Jeon và U Jin đơn thương độc mã đánh thẳng vào sào huyệt của chúng. Cả hai tới địa bàn của chúng, đạp cửa xông vào, bên trong rất nhiều tên xăm trổ to con đang ngồi. Chúng còn đang thắc mắc hai này điên này vào đây làm gì, thì U Jin đã phân công việc của cả hai rất rõ ràng. U Jin sẽ cầm chân bọn này lại, và Dae Jeon cũng phải nhanh chóng tìm cứu Kim Seong Jun. Bọn này nhận ra đây là người của băng Bu Jin thì cũng lao lên. Trận chiến nhanh chóng diễn ra giữa hai bên, dù có lợi thế về quân số nhưng thế trận ban đầu có vẻ vẫn nghiêng về U Jin. U Jin ra đòn rất quyết đoán, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng bọn khốn này vậy, từng tên lao vào đều bị U Jin hạ gục. Vừa đánh anh vừa chạy tới phía cầu thang để cản chân bọn này cho Dae Jeon lên cứu anh mình. Riêng về phía Dae Jeon, nhờ sự giúp đỡ của U Jin, anh ta cũng nhanh chóng tiến lên tầng trên để đi tìm anh trai mình. U Jin đã thấm mệt cảnh cáo bọn chúng, bất cứ thằng nào nhào vào đây bây giờ chắc chắn sẽ bị chết. Nhưng đây là địa bàn của chúng, và chúng còn rất đông. Lũ khốn này không để ý đến lời của U Jin mà cứ lao lên. Sau một hồi, mặc dù đã hạ được rất nhiều tên, nhưng những tên chưa bị hạ còn nhiều hơn thế. Mà U Jin lúc này như sắp không thể trụ được nữa rồi, anh chỉ mong Dae Jeon nhanh chóng tìm được anh mình rồi rút lui. Một thằng thấy U Jin mất tập trung, cầm dao nhảy vào định cho U Jin một xiên đi chầu ông bà, nhưng U Jin vẫn khóa được tay hắn cầm dao, tặng hắn một đấm bất tỉnh nhân sự luôn. Chưa kịp thở, một thằng nữa cầm gậy bóng chày nhào tới, U Jin nằm xuống đất vung chân sút vào đầu hắn. U Jin gồng hết sức mình, tay bám vào lan can đứng dậy, trong đầu nghĩ thằng khốn Dae Jeon làm gì mà lâu vậy, mình không thể trụ được lâu hơn nữa. Đúng lúc này tên cầm đầu Jun Dok Su đi ra,
bảo Eugene đem theo bạn hắn cút đi trước khi hắn đổi ý. Dejion đi ra với gương mặt chảy máu. Anh dìu Eugene về. Eugene thắc mắc đã xảy ra chuyện gì trong đó vậy? Không ai ngoài Daewon và Jun Doksu biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ vì để bảo vệ tính mạng cho anh trai và Eugene lúc đó bất đắc dĩ Dejion mới hành xử như vậy. Cậu ta đã mất tích 2 năm và sau khi xuất hiện trở lại Dejion đã trở thành con chó của băng bảo kê DS. Eugene kêu Sumin dừng lại, đừng nói những điều không cần thiết, nhưng Sumin cho rằng Kim Shin cần biết những chuyện này. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng Kim Shin, nhưng bây giờ phe Bù Jin và Kim Shin đang ngồi trên cùng một con thuyền, nên Sumin quyết sẽ hỗ trợ hết sức lực để Kim Shin đạt được mục đích chiếm lấy Hoa Am. Mặc cho cô Eugene can ngăn không nên tin tưởng những tên lạ mặt, nhưng có vẻ Sumin đã rất quyết tâm với lựa chọn lần này. Đã quá lâu rồi những kẻ đó đã chiếm Hoa Am, băng Bù Jin của cô không làm được gì cả. Sự xuất hiện của Kim Shin chính là ngôi sao hy vọng, đáng để cô đánh cược một lần. Jin Tae thắc mắc với Kim Shin, sao cô ta có vẻ chẳng cần suy nghĩ nhiều mà lại tin tưởng chúng ta nhiều như vậy. Kim Shin thì cho rằng không phải vì cô ta tin tưởng, nhưng dù sao cũng đã đạt được mục đích nên Kim Shin cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi Jin Tae mang được ma túy về, anh ta liền ra lệnh cho Jin Tae liên hệ ngay với chuột chũi. Kế hoạch của Kim Shin đã có một chút thay đổi sau khi nghe xong câu chuyện của Sumin. Anh ta biết ngay Dejion là một nhân tài mà sư phụ đã gửi gắm lại cho mình. Cuối cùng thì Kim Shin cũng đã hiểu được hàm ý trong câu nói trước đây của sư phụ mình. Nhìn thấy thương tích của anh trai Dejion có thể chắc chắn rằng không phải là người bạn Eugene gây ra vì đó không phải là cách đánh của Eugene. Suy đi tính lại thì chỉ có một khả năng, người gây ra điều này chính là Kim Shin, đang tính cùng anh em chuẩn qua khu Bù Jin. Nhưng ngay trên đường đi Dejion lại nhìn thấy cảnh người trong bang mình hiếp đáp người già yếu để đòi tiền bảo kê. Dù thuộc cùng một băng và không muốn thêm rắc rối cho bản thân, nhưng những điều trước mắt làm Dejion không khỏi chướng mắt, lại là ngay trên địa bàn mà mình quản lý. Anh ta liền can thiệp để giúp đỡ cụ già mặc dù phải rời đi theo yêu cầu của Dejion, nhưng Kim Hyuk Ju cũng để lại cho Dejion lời cảnh cáo. Vì Dejion đã không hoàn thành nhiệm vụ thu tiền của mình, nên sếp mới phải yêu cầu hắn làm việc này dù không phải là địa bàn hoạt động của hắn. Dejion vốn là một người rất tốt nhưng vì đang làm tay sai cho bảo kê DS nên việc anh giúp đỡ cụ già đã không nhận lại được lời cảm ơn. Đơn giản là bởi trong mắt họ, cậu cũng chả khác đã vừa bạo hành mình là bao, tất cả chỉ là bọn côn đồ không hơn không kém. Khi màn đêm buông xuống, trong lúc Kim Shin lau vũ khí, anh nhớ về những điều mà sư phụ đã nói. Về những cá nhân tiềm năng ở khu vực Hoa Am, hãy bắt đầu xây dựng thế lực của mình nếu muốn lật đổ bọn chúng. Có vẻ như sư phụ đã rất tin tưởng cậu học trò này. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi của Jin Tae đã làm Kim Shin bừng tỉnh, bên ngoài chuột chũi cũng đã đến. Groth là biệt danh của hắn, tên này trước đây cũng là sát thủ của quán bar Iska, hiện tại là người môi giới của Iska tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuột chũi không nghĩ rằng mình sẽ gặp Kim Shin ở đây. Cả hai có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Sau màn chào hỏi đồng nghiệp, chuột chũi đi thẳng vào vấn đề, hỏi Kim Shin cần hắn giúp gì. Jin Tae ném cho hắn một lọ dung dịch màu tím và hỏi hắn có biết thứ này không. Chuột chũi rất am hiểu thứ này, thứ ma túy mà bọn bảo kê DS đang kiếm ăn này chính là Fika, một thứ khá phổ biến tại những con hẻm ở Nga. Đây là sản phẩm của Python, hay còn gọi là chăn khổng lồ, là Baekdu Chance kẻ đang đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm. Nghe tới đây cả Jin Tae và Kim Shin có chút giật mình. Dù đã được chuột chũi cảnh báo về sự nguy hiểm của chăn khổng lồ nhưng Kim Shin cũng không ngán lắm. Dẫu sao anh ta cũng có một món nợ cần giải quyết với Baek Do Chan mà trước sau gì cũng phải đòi lại. Nhìn thấy sự quyết tâm của Kim Shin, chuột chũi cũng không nhiều lời. Ông ta quay lưng rời đi với lời nhắn nhủ nếu Kim Shin cần bất cứ điều gì có thể liên lạc với ông ta. Những sát thủ hàng đầu như Kazisa hay Medvedi luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Kim Shin cần đến họ. Với một lời chúc mong Kim Shin bình an, chuột chũi đã rời đi cùng với người bảo vệ của mình. Trên đường trở về, bảo vệ của chuột chũi thắc mắc, đã nghe đến danh chăn khổng lồ và tưởng rằng hắn đã nghỉ hưu từ lâu rồi. Nên hắn cho rằng Python khó có cửa với Kim Shin của hiện tại. Nhưng quan điểm của chuột chũi lại hoàn toàn khác, dù chưa bao giờ được chứng kiến khả năng của Python. Kỹ năng của Kim Shin trong mắt ông ta có thể là người đỉnh nhất, nhưng đối với cái tên Python, người định nghĩa cho hai từ sát thủ và cũng là một huyền thoại trong giới. Ông ta tin cuộc chạm trán giữa hai cá nhân kiệt xuất trong giới Python, người được mệnh danh là huyền thoại của giới sát thủ, và Amos Tigro, người sở hữu kỹ năng lớn nhất hiện tại, đối đầu với nhau thì chắc chắn sẽ là một trận đánh cực kỳ mãn nhãn. Và khi nó xảy ra, một trong hai rất có thể phải về thăm ông bà sớm. Chuột chũi có vẻ rất hứng thú vì điều này. Tên bảo vệ chuột chũi thắc mắc về tên tóc vàng ngạo mạn bên cạnh Kim Shin là ai. Chuột chũi khuyên tên vệ sĩ đừng có hấp tấp với hắn ta chỉ vì hắn trông như vậy. Tên đó có biệt hiệu là Soroka, cậu ta từng xóa sổ cả một băng xã hội đen chỉ với hai con dao trên tay đấy. Nếu coi thường cậu ta rất có thể tay bảo vệ sẽ bị bay đầu từ lúc nào không hay.
Về phía băng bảo kê DS, Dejion đang thực hiện một cuộc giao dịch ma túy với Barista. Lần này là đối phương đã tăng giá Fika lên gấp đôi. Với số tiền mà Dejion mang đến, họ sẽ chỉ nhận được một nửa lượng hàng. Đàn em của Dejion liền tỏ thái độ không vừa ý, thắc mắc rằng mới tháng trước thôi mà sao hàng đã lên gấp đôi như vậy. Nhưng đó đích thị là một sai lầm với dân xã hội đen mà. Hắn ta thậm chí còn chẳng ngán thanh niên Kim Jae-hoon, chứ đừng nói là những tên tép diêu này. Thay vì nhận được sự nhân nhượng, thứ mà tay đàn em của Dejion nhận lấy là một cú bóp cổ cảnh cáo vì dám thái độ trước mặt hắn. Trước cảnh này, Dejion đã phải cúi đầu nhận lỗi, xin hắn nương tay và sẽ chỉ cầm một nửa hàng về. Tên vệ sĩ cúi đầu xin lỗi Dejion vì đã cứu mình. Dejion thấy cận vệ của mình hôm nay lạ, anh liền hỏi ra được là do em hắn dạo này chơi ma túy, nhưng anh nó lại là người bán nên đã để chuyện các nhân ảnh hưởng đến công việc. Dejion nhắc nhở lại đàn em của mình về cách sinh tồn trong thế giới ngầm là đừng bộc lộ ra những gì cậu nghĩ hay cảm thấy. Dejion đã đem hàng về trụ sở bảo kê DS. Đốc sự nói rằng luôn đánh giá cao Dejion, nhưng một con người luôn phải mơ ước về những vùng trời lớn hơn. Hắn ta cũng vậy, nhưng vì cánh tay phải của hắn là Dejion bận chăm sóc những kẻ khốn nạn trong khu phố mà bỏ bê công việc của mình. Hắn ta hỏi Dejion có nên cắt đi cánh tay phải đó không, rồi cho Dejion một cơ hội cuối cùng, đó là tiêu diệt băng bù Jin. Đây là tối hậu thư hắn đưa ra cho cậu, nếu cậu không xóa sổ được băng bù Jin thì thứ bị xóa sổ chính là cậu. Rời đi với suy nghĩ trong đầu không biết có phải vì tên Kim Jae-hoon không mà cậu bị gây áp lực. Trước khi rời trụ sở, Dejion đã có một cuộc chạm mặt với Kang Chang Seok. Đây là kẻ đã gây ra vết sẹo trên mặt cho Dejion và cũng là cánh tay phải trước đây của Jun Doksu. Hắn khiêu khích Dejion bằng việc hỏi thăm vết sẹo trên mặt của cậu. Tao nghe nói rằng vết sẹo do dao gây ra thường đau vào những ngày mưa. Bên này Dejion nhớ lại nhát chém của hắn năm đó. Dejion vẫn giữ nét mặt khinh thường và không nói gì với hắn. Đi qua người Dejion, tên Kang Chang Seok để lại lời nhắn rằng sớm thôi hắn sẽ đâm con dao xuyên qua ngực Dejion để xem lúc đó mày có giữ được cái biểu cảm đó không. Dejion lúc này có cảm giác giống như con dao đã kề đến sát cuống họng của mình. Dejion một phần nào đó cũng đã nắm được ý đồ của Doksu, biết được rằng mình chỉ là quân cờ thay thế tên Kang Chang Seok này. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tên đốc sự xử lý mà thôi. Trở lại với nhóm của Kim Sin, một lần nữa cả nhóm phải đề ra kế hoạch tác chiến với quân số chênh lệch giữa hai phe là quá lớn. Su Min không nghĩ một cuộc đối đầu trực diện sẽ là một ý tưởng hay. Không biết Jin Tae có hiềm khích gì với Ujin không mà anh vẫn còn thấy nghi hoặc tên Ujin đó có thật sự hợp tác với chúng ta không. Su Min hiểu Ujin nên đã nói rằng cậu ta đâu phải là người chịu ràng buộc bởi bất kỳ băng nhóm nào, anh ta vẫn luôn như vậy. Nên cô ấy nghĩ rằng anh ta bây giờ sẽ phụ trách việc này. Còn đối với Kim Sin, điều mà anh ta quan tâm hiện tại chính là tính cách của Dejion. Kim Sin đã hỏi Su Min Kim Dejion là người như thế nào. Liệu có vấn đề gì không? Nếu như một mình Kim Sin đàm phán với Dejion, Su Min trầm ngâm một lúc. Tuy là bạn, nhưng như vậy thì câu hỏi này cũng rất khó trả lời. Đối với Su Min, Dejion đã không còn là bạn của cô ấy từ lâu, nên cũng rất khó để nắm bắt được tâm tình của đối phương. Lúc này Dejion đang ngồi trong quán xăm của Lee Ji-won. Cô nhìn Dejion là biết anh đang có chuyện khó nói. Cô giục anh uống cốc cà phê trên bàn đi. Để lâu sẽ nguội đó. Cô nghĩ rằng Dejion đến đây để uống cà phê, nhưng anh ta lại chẳng đoái hoài gì cả. Cô mở lời với Dejion rằng có chuyện gì thì có thể nói cho cô biết. Cô sẽ lắng nghe hết. Dejion vẫn vẻ lạnh lùng mà không nói gì hết. Cô cho rằng anh lại sắp gây chuyện. Vì mỗi lần chuẩn bị gây chuyện gì là hai anh em nhà Dejion lại đến quán của cô và làm như vậy. Dejion uống xong cốc cà phê, trước khi rời đi anh nói mọi thứ sẽ trở lại như xưa nếu như anh giết kẻ đó. Làm cho Ji-won không hiểu chuyện gì, anh tạm biệt cô vì cốc cà phê rồi rời đi. Ở ngoài quán xăm, anh em của Dejion cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi mỗi Dejion ra lệnh là sẽ tới bãi phế liệu. Từ bối rối trong con người của Dejion là điều mà Lee Ji-won có thể dễ dàng nhận ra. Khi hỏi đàn em của Dejion thì cô mới biết tên Kang Chang Seok, kẻ đã tàn sát băng Bu Jin 2 năm trước, đã được thả ra khỏi trại. Có lẽ cũng chính vì điều này mà Dejion có vẻ khá căng thẳng. Rất nhanh nhóm của Dejion đã chạm mặt Kim Sin cùng với những anh em của băng Bu Jin. Không biết Dejion đang khiêu khích hay là không muốn chạm trán trực tiếp với băng của bạn cũ. Anh bảo chúng mày nên tiếp tục trốn đi, như vậy thì chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau. Đê hỏi cha Su Min ở đâu, Jin Tae lên tiếng. Đúng là giọng của bọn xã hội đen mà. Dejion sau khi quan sát hết một lượt, anh đã nhận ra Kim Sin tên mà anh ta đang tìm kiếm. Anh cho rằng trận chiến này đáng lẽ ra không xảy ra nếu như Kim Sin biến đi ngay sau hôm đó. Nhưng giờ mày để tao đến tận nơi này thì quá muộn rồi. Kim Sin đáp lại rằng tao đến đây để quản lý khu này nên chưa bao giờ tao nghĩ mình sẽ rời đi cả. Dejion nghe vậy nóng hết người, cởi áo ra,
sẽ phải cho tên điên này một trận ra trò vì dám nhe nanh múa vuốt ngay trước mặt mình. Và cho cha Sumin thấy rằng đã sai khi tin tưởng, đặt mạng sống của mình và cả băng bù Jin vào mấy tên ngông cuồng này. Ở nhà hàng thịt lúc này, ông chú đang cằn nhằn về việc Ujin tới nhà hàng thịt chỉ gọi quy chai soju và món đậu nành hầm, thì Sumin tới. Cô ấy đến đây gặp Ujin để thuyết phục anh ta đừng chạy trốn nữa. Nếu còn làm ngơ trước sự lộng hành của Đốc Su thêm nữa, rất có thể nơi ở của cả hai sẽ trở thành địa ngục. Để đặt dấu chấm hết cho việc này, Sumin rất cần sự hỗ trợ của Ujin. Quay trở lại khu bãi rác, dưới sự chỉ đạo của Dejeon, bất cứ một ai cũng không được can thiệp vào cuộc đấu tay đôi giữa anh ta và Kim Shin. Dejeon hỏi Kim Shin rằng, mày định dùng tay không à? Có ổn không nếu như mày không dùng vũ khí, tao sẽ giết mày đấy. Như vậy là quá đủ để đánh với một thằng như mày rồi. Thấy Kim Shin ngạo mạn như vậy, Dejeon không nhiều lời nữa mà tung đấm lên luôn để xem thực lực của Kim Shin như nào mà lại gáy ác như thế. Kim Shin uyển chuyển né chiêu của Dejeon, vẫn phong thái thăm dò đối thủ như vậy. Nhưng lần này Kim Shin đã dính một đấm của Dejeon. Cuộc so tài diễn ra khá cân sức, đến cả Jin Tae cũng nhận ra, đã từ rất lâu rồi Kim Shin mới nhận đòn từ một ai đó. Không khỏi thắc mắc, Jin Tae đã hỏi đàn em của Sumin về trình độ của Dejeon khi đem ra so sánh với Ujin, thì Dejeon mạnh đến cỡ nào? Câu trả lời mà Jin Tae nhận được khá là khó đoán. Hai bọn họ chưa bao giờ đối đầu với nhau. Nhưng với khả năng của mình, Ujin được mọi người ca tụng là một cỗ máy chiến đấu. Ngược lại Dejeon ban đầu thì không có khởi đầu hào nhoáng trong thế giới ngầm. Như Ujin, bù lại Dejeon luôn là người duy nhất đứng vững trong số tất cả những tay đấm có số má. Và vì cậu ta đã trải qua vô số trận chiến trong thời gian rời bỏ Jin Tae nên bây giờ rất khó để đoán định được trình độ của Dejeon. Nhìn những tên đàn em của Dejeon, chúng chẳng có suy nghĩ gì về việc Kim Dejeon sẽ thua cả. Đó là một sự tin tưởng chắc chắn từ bọn chúng. Anh sợ à? Nghe được những lời này từ đệ của Sumin, Jin Tae cũng nhận ra là mình đang có vẻ lo lắng trước sức mạnh của đối phương. Nhưng Jin Tae thì vẫn thái độ ngạo mạn như lúc ban đầu. Anh cho rằng nhiều kẻ thường như thế, cho đến khi chúng bị đánh bại bởi đại ca của anh. Đối với anh ta không có kẻ nào đủ trình độ sánh ngang với Kim Shin và cũng chỉ có người đàn anh của mình mới giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ mình. Khi cuộc trò chuyện của Jin Tae đang xảy ra thì trận chiến của Kim Shin cũng đã đến hồi cao trào. Với khả năng cận chiến sắc sảo của mình, một lần nữa Kim Shin lại đọc vị được đối thủ. Dejeon đã đoán trước được Kim Shin sẽ né sau cú sút mồi của anh, nhưng anh lại không đoán được là cả những chiêu tiếp theo của anh Kim Shin đều tránh được hết. Dejeon dồn hết lực vào cú đá tiếp theo hòng hạ gục Kim Shin, nhưng Kim Shin đã hóa giải được đòn đánh này, túm lấy chân trụ của Dejeon, hất ngã anh ta. Đám đệ đứng xung quanh xem đều há hốc mồm khi chứng kiến pha xử lý nhanh như điện của Kim Shin. Kim Shin không quên để lại lời phê bình sau pha xử lý đó. Khi mày dùng chân, khả năng phòng thủ của mày sẽ kém đi, mày cần học hỏi nhiều hơn đó. Tới đây Dejeon không giữ nổi cái đầu lạnh của mình nữa rồi, anh tung chân quét trụ đối phương, Kim Shin nhẹ nhàng nhảy lên tránh được. Thấy mình đã ép được Kim Shin vào thế không thể lui nữa, Dejeon đạp thẳng tới, nhưng tốc độ của Kim Shin còn nhanh hơn thế. Anh tránh được cú đạp đó rồi túm lấy cổ áo Dejeon vật anh ta xuống. Dejeon lúc này đã rơi vào thế phải phòng thủ, những đòn đánh của Kim Shin tới như vũ bão. Một đấm vào ngực, thêm một đấm nữa thẳng vào mặt, Dejeon đã nằm gục dưới đất. Khi Jin Tae nghĩ đối phương sẽ chẳng thể gượng dậy, thì anh ta đã rất bất ngờ khi quan sát đàn em của Dejeon. Thật kỳ lạ khi không một ai trong số những thuộc hạ của Dejeon có động tĩnh gì. Trong hoàn cảnh hiện tại đối với Jin Tae điều này thật khó hiểu. Lúc này Sumin và Ujin đã tới. Ujin cho biết cuộc chiến giữa cả hai bây giờ chỉ mới thực sự bắt đầu. Sở dĩ có điều này là vì Dejeon vốn là người chỉ nghiêm túc khi bản thân đã bị đánh cho bầm dập. Nên mảy may không một người nào, ngoại trừ Jin Tae tin vào sự thất bại của Dejeon. Khi cuộc chiến giữa hai con quái vật đang diễn ra rất căng thẳng thì có vẻ phía bảo kê dân số đang âm mưu một điều gì đó. Theo những lời mà Kang Chang Seok trao đổi với Đốc Su, dù cho Dejeon có phản bội hay không phản bội lại băng đảng và kết quả của cuộc chiến có như thế nào chăng nữa, thì cái đầu của Dejeon phải thuộc về Kang Chang Seok. Con cờ Dejeon này đã hết giá trị lợi dụng rồi. Quay trở lại với cuộc so tài giữa Kim Shin và Dejeon, cuộc chiến bây giờ đã cân bằng hơn nhiều so với ban đầu. Không những vậy, khi nhìn vào thế trận, cả Ujin và Sumin đều cho rằng Kim Shin sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Vì Dejeon hiện tại khác hẳn so với quá khứ, trình độ của hắn đã gần đạt đến đấu sĩ chuyên nghiệp rồi. Cũng chính vì điều đó mà Sumin đã tính vào cuộc. Trước sự mất bình tĩnh của cô, Jin Tae đã cho rằng Sumin vẫn chưa biết gì về những người trong giới sát thủ như Kim Shin. Theo Jin Tae, cô chỉ cần đợi và quan sát thêm, rồi mọi việc cũng sẽ được Kim Shin kết thúc nhanh gọn mà thôi. Đúng như những lời mà Jin Tae đã nói, sau khi đã kiểm chứng hết khả năng của đối thủ, Kim Shin bắt đầu lộ ra bộ mặt thực sự. Anh chỉnh lại bộ tóc của mình và nói rằng từ giờ sẽ đánh nghiêm túc. Chỉ với một cú hích vai,
cậu ta đã hóa giải hoàn toàn đòn tấn công, đồng thời khiến De Jong mất thăng bằng. Khi sơ hở đã hiện ra, hầu như đã không còn một tia hy vọng nào cho De Jong. Với những đòn uy lực của mình, Kim Sin đã dõng dạc nói cho De Jong biết rằng anh ta không hề có cửa gì một khi cậu ta đã bắt đầu đánh thật. De Jong tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội đánh lại, nhưng một cùi chỏ của Kim Sin đã dập tắt suy nghĩ ấy. Sự áp đảo tuyệt đối của Kim Sin đã khiến tất cả phải sốc toàn tập khi chứng kiến. Đám thuộc hạ của De Jong cũng đã phải vào cuộc khi sếp của chúng bị hạ. Nhưng bọn chúng đã bị chặn đứng bởi Jin Tae với khả năng chơi giao đỉnh cao của Jin Tae. Khi lời cảnh báo được đưa ra, tuyệt không một ai trong đám thuộc hạ của De Jong dám manh động. Về phía De Jong, sau khi bị đánh bại bởi Kim Sin trong mơ hồ, cậu ta thắc mắc tại sao nó có thể xử lý được mình ngay lúc đầu, tại sao hắn không làm như thế. Trước khi ngất đi, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Woojin tới đây để làm gì? Anh ta đến để giúp cha Sumi sao? Tại sao mình luôn thảm hại trước mặt cậu nhỉ? Woojin. Khi tỉnh dậy, De Jong đã rất bất ngờ khi Kim Sin lại bỏ qua cho mình. Kim Sin mong De Jong tha thứ cho anh vì đã đánh anh như thế này, do cậu không còn sự lựa chọn nào cả. De Jong nghĩ có lẽ Kim Sin đang muốn bắt mình để làm con tin nhằm đàm phán với Đốc Su, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, Kim Sin đã để cho De Jong tự do rời đi. Nhưng cũng không quên căn dặn anh ta, vì là một con chó săn nhưng lại không bắt được con mồi. Kim Sin không nghĩ Đốc Su sẽ tha cho cậu ta. Trở lại với cuộc trò chuyện của cả hai, Kim Sin nói rằng nếu cậu lo lắng cho gia đình của cậu thì không cần đâu, anh đảm bảo rằng họ sẽ an toàn. De Jong hỏi Kim Sin đến đây vì điều gì, và cho rằng thế giới này không hề đơn giản như vậy, có những ông trùm đứng sau mà không ai có thể tưởng tượng được. Kim Sin bắt đầu kể cho anh ta nghe về kế hoạch của mình, việc chọn nơi đây chính là vì những tên trùm đó. Kẻ hiện đang chống lưng cho Dae Suk và Kim Jae Hoon, hắn là khởi nguồn cho những bi kịch của tôi. Rồi hỏi De Jong có biết kẻ đã cung cấp thứ ma túy này không? Đó là tên đang điều khiển Đốc Su và Kim Jae Hoon, chính là sát thủ ác độc nhất với mật danh Python. Hắn đã giết cha tôi và Kang Min Seong, bây giờ hắn ta là một thế lực chủ chốt trong CASTO. Trước đây tôi cũng đã từng tuyệt vọng khi chống lại chúng. Nếu tôi muốn, tôi có thể tiêu diệt một vài tên cầm đầu của bọn chúng, điều đó không phải là không thể. Nhưng chỉ với sự cố gắng của một mình Kim Sin, xác suất để một cá nhân có thể lật đổ hoàn toàn được hệ thống đó sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nói một cách trừu tượng, một con ong bắp cày sẽ không thể tự mình hạ gục được một con voi. Để lật đổ hệ thống đó, điều bắt buộc mà Kim Sin phải làm là tập hợp tất cả những người cùng chí hướng. Nên sức mạnh của De Jong là thứ mà hiện tại Kim Sin rất cần. Bất chấp những lời thuyết phục của Kim Sin, khi nghĩ lại những cá nhân vượt tầm mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ có thể với tới đã bị giết hại, De Jong vẫn có chút chần chừ. Một lần nữa, Kim Sin phải nhắc cho De Jong biết anh ta cần phải chấp nhận hiện thực. Nếu cứ mãi làm ngơ với những điều đang diễn ra, thứ chờ đón cậu ta cũng chỉ là địa ngục mà thôi. Với những điều mà mình đã nghe từ đầu đến giờ, De Jong nhận ra Kim Sin không phải là một kẻ tầm thường. Hình ảnh của Kim Sin trong suy nghĩ của De Jong thậm chí còn tuyệt vời hơn cả người sư phụ quá cố. Nếu có một ai có thể lật đổ được một thế lực như Castle, chắc chắn người đang đứng trước mặt De Jong chính là sẽ phù hợp nhất. Dù vậy, bức tường sợ hãi của De Jong vẫn chưa bị đánh sập. Cho đến khi Su Min xuất hiện và nói với anh ta rằng cô đã biết hết tất cả, nên De Jong từ bây giờ không cần phải gánh vác hết gánh nặng cho cả bọn nữa. Mặc dù đã nhận ra sự khó xử của De Jong từ 2 năm về trước, nhưng Su Min đã chẳng thể làm gì được cho cậu. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, Su Min hy vọng De Jong không tự dằn vặt nữa, mà nên sống cho bản thân. Về phía đàn em của De Jong, tất cả đã đồng lòng đi theo anh ta, chỉ cần đưa ra quyết định, anh em sẽ cùng nhau sống chết với cậu ta. Tới cùng lúc, những lời động viên của Su Min và đàn em một lần nữa, De Jong đã chết, nay được sống lại. Với tất cả khả năng của mình, lần này De Jong sẽ giao phó mạng sống của mình cho Kim Sin. Về phía bảo kê dân số, mọi kế hoạch của chúng đã phá sản. Seong Jun đã được Woojin cứu kịp thời khỏi tay của Chang Seok. Sau vài chiêu, Woojin đã đánh cho Chang Seok chạy về mách mẹ. Đám đàn em của De Jong cũng đã được Jin Tae bảo vệ. Kim Sin đã sai Jin Tae đi quấy rối quân địch và tìm cho nhóm đàn em của De Jong một chỗ an toàn để lẩn trốn. Nói về Đốc Su, De Jong cũng cảnh báo cho Kim Sin biết tên này thực sự có nghề. Dù biết Kim Sin rất mạnh, anh ta vẫn phải khuyên sếp mới của mình cần phải thật cẩn thận với ông trùm của bảo kê dân số. Về phía Đốc Su, mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, không còn nhiều thời gian cho Đốc Su nữa, lần này hắn ta sẽ tự mình ra tay. Ở một khung cảnh khác, Woojin và Seong Jun đang ngồi hút thuốc tâm sự. Seong Jun hỏi Woojin về tình hình của em mình. Woojin yêu cầu anh hãy hành động ra dáng một người anh với De Jong được không? Lúc nào cũng để cậu ta lo lắng về anh vậy, anh gần như đã tự giết mình đấy. Seong Jun cho rằng De Jong là một thằng nhóc ngốc nghếch, nó không bao giờ biết vô tâm là cái gì cả. Seong Jun quyết định sẽ rời khỏi thành phố và cai nghiện, cố gắng sống như con người một lần để không phải liên lụy đến em trai,
thời gian tới anh ta nhờ cậy Eugene chăm sóc cho đứa em trai của mình. Để đáp lại thỉnh cầu sướt mướt này, Eugene đã tặng cho anh của bạn mình một cú đấm. Eugene không hề quan tâm Seong Jun có rời đi hay không, hay muốn tẩy uế bản thân gì đó. Eugene quay người rời đi với lời nhắn nhủ, nếu là một thằng đàn ông, anh cần phải dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ thứ gì đó quan trọng. Về phía Đốc Su, kế hoạch mở đường vào castle của anh ta đã bị phá sản, vì để thu phục Dae-jeon, hắn đã biến Kim Seong-jun thành con nghiện. Để lôi kéo Pyeon-jin, hắn đã cô lập và cắt đứt anh khỏi những người khác. Nhưng mọi việc bây giờ cũng đã đổ sông đổ bể. Không còn cách nào khác, việc lúc này cần phải làm là tự bản thân Đốc Su phải ra tay. Sau khi nhận được tin đã tìm thấy Dae-jeon, nhưng mà hắn ta đang đến đây cũng với băng Bujin. Nghĩ lại cuộc trò chuyện của cả hai, Dae-jeon vẫn không khỏi kinh ngạc về con người mà mình phó tá. Với sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bên, Dae-jeon đã đề nghị Kim Shin rằng cần phải có thêm thời gian để huy động nhân lực, nhưng Kim Shin đã ngay lập tức từ chối. Kế hoạch của anh ta là cả bọn sẽ xuất phát ngay lập tức vào sáng hôm sau. Ý đồ của Kim Shin rất rõ ràng, Đốc Su đơn giản chỉ là bước đầu tiên trong hành trình của cậu ta. Còn nhiều thế lực vẫn đang ẩn mình vì sự hùng mạnh của Castle. Kế hoạch của Kim Shin là công khai buộc bảo kê dân số phải giải thể vì không được dân chúng ủng hộ. Điều này là cơ hội tuyệt vời để khiến các phe phái khác chú ý tới băng của Kim Shin, và đương nhiên là cậu ta không thể bỏ qua cơ hội này. Quay trở lại thực tại, Dae-jeon đang rất băn khoăn. Trong mắt anh ta, Kim Shin liều lĩnh đến mức phi lý, nhưng khi Dae-jeon đồng hành cùng đối phương lại không cảm thấy sẽ thua trận dù chỉ là một chút. Một lúc sau, cuộc đụng độ quy mô lớn đã diễn ra giữa băng nhóm của Kim Shin và Đốc Su. Trước khi choảng nhau, giữa hai bên đã có một cuộc khẩu chiến. Với những thứ mà mình đã phải cắn răng chịu đựng trong một khoảng thời gian dài, Dae-jeon gọi Đốc Su là con chó bẩn thỉu, đã bóc lột hết mọi người trong thành phố, đe dọa người thân của Dae-jeon. Hôm nay Đốc Su sẽ phải trả lại món nợ này một lần và mãi mãi. Duy chỉ có một điều mà cậu ta cảm thấy hơi tiếc, khi bản thân không phải là thủ lĩnh trong trò chơi này. Người đã làm chủ mọi thứ và là kẻ sẽ quyết định cho trận chiến này chính là Kim Shin. Anh ta khôn khéo đến mức cho đến ngày trận chiến nổ ra, Đốc Su vẫn không hề có bất cứ một thông tin gì về kẻ đang cầm đầu của đối phương. Đương nhiên, khi tận mắt nhìn thấy một kẻ lạ hoắc là thủ lĩnh và không phải là Sumin, Dae-jeon hay Eugene, Đốc Su đã rất bất ngờ. Nhưng cũng chả sao, đằng nào cũng tự mình ra tay. Đốc Su rất tự tin lần này bản thân sẽ xóa sổ hoàn toàn được băng Bujin cùng kẻ lạ mặt. Ngay khi trận chiến thật sự bắt đầu, Seong Jun cùng đám giang hồ đã có mặt để hỗ trợ. Sau khi nghe lời khuyên của Eugene, Seong Jun quay trở lại để đòi lại vài thứ từ tay Đốc Su. Dae-jeon thấy anh trai đến, mất tập trung, suýt nữa thì đã bị tên khốn Trang Seok đánh lén. Dae-jeon đảm bảo rằng sẽ đánh cho tên khốn này phải kêu la gọi mẹ. Hai bên đang đánh nhau ác liệt, thì ở đâu có một chiếc xe máy lao đến, phi thẳng vào người tên khốn Trang Seok. Thì ra đó là Eugene, anh đến để sát cánh chiến đấu cùng bạn bè, và còn để trả lại món nợ năm xưa. Từ đằng xa quan sát cục diện, để tránh bị áp đảo về số lượng, Kim Shin đã ra lệnh cho Jin Tae dọn dẹp một nửa quân số của kẻ địch để cho nó cân. Thế là ông thần Soroka cũng đã xuất trận. Như một vũ công, Jin Tae là lướt giữa đám đông quân thủ, thứ mà anh ta để lại là những kẻ bại trận đang nằm la liệt. Tên béo từ vụ bị anh hành ở bãi rác vẫn còn cay cú. Khi thấy Jin Tae, tên béo nhanh chóng bước ra nhằm lấy lại danh dự cho mình. Có vẻ hơi đen cho anh ta, dù bối cảnh của trận chiến lần này đã khác, nhưng kết quả thì vẫn chỉ có một. Thậm chí lần này tên béo còn chẳng thể chịu được một đòn liền đã nằm bẹp dưới chân của Jin Tae. Vì đang bận chạy KPI do chỉ thị của sếp, Jin Tae cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến tên mập. Điều mà anh ta cần phải làm hiện tại là hạ hết một nửa quân địch để làm hài lòng đàn anh của mình. Từ phía sau, khi quan sát kỹ năng dùng dao điêu luyện của Jin Tae, Eugene còn phải tự hỏi anh em nhà Kim Shin là loại người gì mà lại ra tay một cách kinh khủng đến mức như thế. Dẫu vậy, vì đang ở giữa chiến trường nên Eugene cũng không suy nghĩ được nhiều, chưa kể Trang Seok đã lên tiếng thách đấu với anh. Vì lần trước gặp nhau hơi ngắn nên hắn muốn tái đấu lại để xem trình của Eugene đến mức nào. Dù vậy, đối thủ của hắn vẫn sẽ là Dae-jeon, món nợ rạch mặt lần này cậu ta sẽ trả đủ cho Trang Seok. Eugene bảo Dae-jeon xử lý nhanh tên khốn đó rồi ra trợ giúp anh em, quân số của chúng ta ít hơn nhiều đó. Vừa nói anh vừa búi bộ tóc dài lên, có lẽ là anh bật chế độ tàn sát lên rồi. Cũng chẳng còn đối thủ nào vừa tầm để ra tay nên Eugene ngay lập tức đã nhắm đến Đốc Su, anh ta cần phải ra tay trước Kim Shin. Dẫu vậy, số lượng quân địch là quá đông, Eugene cần phải xử mấy tên trẻ trâu ngán đường trước khi đánh được Đốc Su. Tuy thể hình có nhỏ hơn đối phương, nhưng những cú đấm của anh đã làm cho bọn chúng toát mồ hôi hột. Quay trở lại với trận đánh giữa Dae-jeon và Trang Seok, có vẻ tên đàn em của Đốc Su sau 2 năm ở trong tù chỉ biết dùng võ mồm. Liên tục là những lời khiêu khích Dae-jeon từ mồm của hắn. Hắn muốn làm cho Dae-jeon nóng giận, rồi để lộ sơ hở. Tuy bị ăn một dao, nhưng Dae-jeon có vẻ tiến bộ hơn nhiều so với lần chạm mặt Kim Shin. Cứ để cho tên Trang Seok sủa bậy,
còn anh thì tập trung vào chiêu thức của hắn để tìm cách phản công. Quả thật ai nhìn vào thân hình hộ pháp của Đốc Su cũng phải sợ, chỉ với một tay hắn ta có thể nhấc bổng một con người và dập xuống đường như một cái gối. Miệng thì nói không thằng nào ra hồn, không đủ trình để đấu với hắn, nhưng khi quan sát xung quanh Đốc Su nhanh chóng nhắm tới Jin Tae. Bởi vì trong chớp mắt cậu ta đã hạ 20 tên đàn em của hắn, nếu cứ để Jin Tae lộng hành lợi thế về quân số rất có thể sẽ không còn nữa. Nhưng khi chưa kịp ra tay, Đốc Su đã nhận ra người mình cần phải giải quyết là tên thủ lĩnh của bọn chúng đã ở ngay trước mặt của mình. Từ phía của Jin Tae, tên mập vẫn chưa bỏ cuộc, hắn cho rằng băng nhóm của Jin Tae sẽ nhanh chóng tàn đời khi Đốc Su đã ra tay. Với Dae-jeon hay Woo-jin trong mắt hắn, tất cả chỉ là những tên máu mặt ở hoe ấm mà thôi, mang ra so sánh với người nổi danh toàn quốc như Đốc Su thì đúng là một trời một vực. Nhưng có vẻ tên béo này đã nhầm nên Jin Tae cũng tiện thể nhắc luôn cho hắn ta biết mở to mắt ra và xem cái gì gọi là đẳng cấp thế giới. Và kết quả của trận đấu đã nhanh chóng khẳng định cho câu nói của Jin Tae. Trước sự ngơ ngàng của tất cả, Kim Sinh đã hạ gục Đốc Su Chi với một nốt nhạc. Quay trở lại vài phút trước đó, trước khi trận chiến giữa Kim Sinh và Đốc Su bắt đầu, Woo-jin bị giành mất con mồi trước mắt, không nghĩ Kim Sinh có thể che giấu thực lực được nữa. Tuy hắn có thế lực ngầm chống lưng, nhưng đối thủ của anh ta lần này là người đã đạt được danh hiệu võ sĩ quốc gia bằng chính nắm đấm và sức mạnh của hắn. Nhưng có vẻ Woo-jin đã nhầm to, một khi đã xác định được con mồi của mình, Kim Sinh sẵn sàng phanh thay đối thủ một cách không thương tiếc. Không cần phải thể hiện quá nhiều với trình độ quốc gia của Đốc Su, Kim Sinh bước vào trận chiến như một con hổ đói vậy, đúng như với cái biệt danh của anh ở Nga, Amur Tigro, hổ Siberia. Kim Sinh không nói nhiều mà tấn công liên tục vào mạn sườn bên trái của Đốc Su, liên tục lại những cú đấm và cú đá của Kim Sinh chỉ vào duy nhất một chỗ. Tốc độ tấn công và cách di chuyển của Kim Sinh lại như loài dã thú nên Đốc Su cũng chẳng thể nào bắt bài được. Bản thân hắn ta khi nhận ra Kim Sinh không phải là tên nhãi nhép bình thường, tính phản công lại thì đã quá muộn màng. Xương sườn của hắn đã tổn hại nặng nề nên khó lòng dùng lực hay né tránh được. Từ đây cuộc chơi coi như đã chấm dứt với Đốc Su, điều còn lại chỉ là màn tra tấn của Kim Sinh mà thôi. Không cho đối thủ được thở một cách thoải mái, dù kết quả đã được phân định, Kim Sinh vẫn liên tục ra đòn không ngơi nghỉ. Hệ quả là mạn sườn của Đốc Su đã bị đánh vỡ. Giờ đây hắn mới nhận ra Kim Sinh không phải thể loại mà hắn có thể đối đầu. Jin Tae đã biết trước kết quả này, với con người được mệnh danh là hổ Siberia, một khi Kim Sinh đã bật chế độ săn mồi có thể nói anh ta đã trở thành một con dã thú hung bạo và tàn nhẫn nhất. Không hề có một chút khoan nhượng nào từ Kim Sinh và việc Đốc Su bị đánh gục hoàn toàn sau vài skill là điều có thể dự báo từ trước. Bên này, Dae-jeon cũng đã xử đẹp tên Chang Seok. Với sự phô trương thanh thế lần này, không chỉ tất cả những người tham gia trận chiến phải kinh ngạc, mà Kim Sinh còn có thể đạt được hai mục đích. Thứ nhất, băng Đốc Su vừa bị làm thịt công khai sẽ không thể gượng dậy lại được và rất nhanh cũng sẽ tan rã. Thứ hai, những thế lực khác đang tọa sơn quan hổ đấu sẽ phải chú ý đến Kim Sinh ngay từ đầu, đó đã là điều mà anh ta nhắm đến. Nằm đo sàn trên đất, sau khi đã được bón hành bởi kỹ năng và sự khát máu của Kim Sinh, Đốc Su không khỏi phải nghĩ về những cá nhân kiệt xuất của Castle. Mọi điều đã được an bài, hắn phải chấp nhận thực tế và giải tán băng nhóm, bởi vì bản thân hắn chẳng thể đủ trình để gắng gượng thêm nữa. Trước mà áp chế tuyệt đối của Kim Sinh, Su Min cũng không biết phải mô tả người bạn học cũ của mình như thế nào nữa, và tò mò về việc 8 năm qua Kim Sinh đã làm gì mà lại thay đổi nhiều như vậy. Về phía Woo-jin, anh ta lại rất ganh tị khi nhận ra thực lực của Kim Sinh hoàn toàn ngang cơ với sư phụ Kang Min Seong. Anh ta rất bất mãn khi biết Kim Sinh mới là người được sư phụ chọn thay vì mình. Nói về cục diện của Ho Em hiện tại, sự thất thủ của một thế lực dường như không thể bị đánh bại. Cùng với đó là sự xuất hiện của một băng đảng mới đã phủ lên thành phố Hoa Am một sự căng thẳng và tò mò. Thế lực bên ngoài nhanh chóng chú ý đến sự hiện diện của họ. Và các tàn dư của Đốc Su vẫn có vẻ chưa chịu khuất phục. Mối đe dọa lớn nhất của họ và những kẻ thù tiềm ẩn trong tương lai sẽ vẫn là gánh nặng đè lên vai của nhóm Kim Sinh. Dẫu vậy, trong khoảng lặng trước cơn bão lớn, Kim Sinh và những người anh em hiện tại đã trở thành chủ nhân mới của Hoa Am. Sau khi chiến dịch đã kết thúc êm đẹp ngoài thành phố Hoa Am, chiến lợi phẩm mà Kim Sinh thu thập được là chiếc nhẫn của Đốc Su. Thứ này là một trong những USB mà Đốc Su luôn mang theo, vì nó chứa đựng điểm yếu của đám thủ lĩnh, cũng như ghi chép chi tiết những giao dịch bí mật với tập đoàn xây dựng hang song, nên đó sẽ giúp Kim Sinh câu được kha khá thời gian để xây dựng thế lực. Ngoài ra, kể từ bây giờ Dae-jeon sẽ chính thức đối xử với Kim Sinh như một người sếp thực thụ của mình. Trong khi mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp, Su Min vẫn khuyên Kim Sinh nên dè chừng một nhân vật, đó là Yi Sơn, cũng ở quận phía nam. Sau khi tiếp quản khu vực phía bắc, Đốc Su đã từng hai lần cố lật đổ người này nhưng vẫn thất bại. Nói về khu vực phía nam của Hoa Am, ở đây chỉ có một luật bất thành văn. Bạn có thể cà khịa cảnh sát, nhưng dù có bất cứ điều gì xảy ra, tuyệt đối không được phép bật lại những tên cơ bắp mặc áo phông đen.
Nhìn bên ngoài trông chúng không khác gì bọn côn đồ cục súc, nhưng thực tế chúng lại là một đội quân được thành lập để bảo vệ những người yếu thế ở Hoe Am, hay còn được gọi với cái tên Đoàn Thanh niên Hy vọng quận phía Nam. Ở đó Y Sơn chính là chủ tịch của cả đoàn. Dù vậy hiện tại anh ta đang phải phục vụ bữa ăn cho đám trẻ nhỏ. Rất bất ngờ, dù không có chỉ thị của Kim Sin, Dae-jeon đã tự ý đến khu vực phía Nam để gặp mặt Y Sơn, nhờ danh tiếng luôn chơi đẹp của mình. Với sự cho phép của số 2 trong đoàn là In Su, Dae-jeon đã thuận lợi gặp được Sơn. Sau mà chào hỏi, cậu ta không giấu giếm gì mà nhanh chóng đưa ra lời đề nghị hợp tác giữa hai băng nhóm, nhưng không được chấp thuận. Dẫu sao bọn khốn nạn như Kim Jae-hoon và Castle cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của đoàn. Sơn cũng không phải thằng đần mà để mất thành viên trong gia đình của mình chỉ vì lý tưởng phi thực tế của Dae-jeon. Nhận được câu trả lời, Dae-jeon cũng chẳng tha thiết thuyết phục thêm, nhưng trước khi rời đi cậu ta đã khiến Sơn phải tò mò về sức mạnh và danh tính của sếp mình. Dae-jeon còn hứa hẹn nếu tới vùng phía Bắc vào ngày hôm sau, anh ta sẽ tặng cho Sơn một món quà. Đàn em của Sơn không tin những lời Dae-jeon nói vì hắn ta là kẻ thù. Nhưng Sơn thì lại cho rằng dù là kẻ thù, nhưng khi một người đàn ông đến gặp với một sự tôn trọng như vậy, thì chúng ta phải đối xử lại một cách phải phép. Đã từ rất lâu vùng phía Bắc không có gì thú vị. Sơn không tò mò sao được, do việc tự ý hành động của Dae-jeon, mà giờ đây 20 người từ Đoàn Thanh niên Hy vọng phía Nam cùng với chủ tịch của chúng đã kéo đến trước trụ sở của Kim Sin. Không mất nhiều thời gian, lãnh đạo nhóm Thanh niên Hy vọng phía Nam đã có một cuộc gặp mặt với Kim Sin. Y Sơn không tin được rằng tên trước mắt mình đây đã đánh bại được Đốc Su. Trong suy nghĩ của hắn, tên hạ được Đốc Su phải tầm xã hội đen quốc gia. Trong cuộc gặp trực tiếp với Y Sơn, Kim Sin không giấu giếm ý đồ của mình mà trực tiếp nói ra mong muốn để cùng hợp tác lật đổ Castle. Đương nhiên câu trả lời của Y Sơn vẫn là không. Anh ta không thể tin tưởng bất cứ một người ngoài nào ở khu vực Hoe Am. Chính những kẻ người ngoài như Đốc Su và Kim Jae-hoon đã biến nơi đây thành một bãi rác. Anh ta không muốn lặp lại điều này một lần nữa, vừa nói Y Sơn vừa căm phẫn nghiền nát quả óc chó trong tay. Thay vào đó, Y Sơn muốn biết lý do nào mà Kim Sin muốn gây sự với một thế lực hùng mạnh như Castle. Kim Sin thẳng thắn cho hay, đơn giản là vì anh có thù với chúng, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để khiến chúng phải trả giá. Nghe đến đây Y Sơn cảm thấy đã đủ, lý do mà Kim Sin đưa ra quá trẻ con. Y Sơn cho rằng chỉ vì sự báo thù còn con đó mà Kim Sin lại lôi kéo anh ta cùng gia đình phải đối mặt với những tên vô cùng nguy hiểm. Điều đó không khác nào đẩy nhóm của Y Sơn vào cửa tử chỉ vì mong muốn báo thù của một cá nhân với xác suất thành công gần như bằng không. Với suy nghĩ như thế, trong mắt Y Sơn hiện tại, Kim Sin mới là kẻ xấu. Lúc này Ujin nhớ về cuộc bàn luận của nhóm. Dae-jeon khuyên mọi người chỉ nên thuyết phục hắn ta với điều đó thôi, vì Y Sơn là một người yêu hòa bình, anh ta chỉ đứng lên khi chứng kiến sự bất công thôi, và Dae-jeon đã chuẩn bị trước vài thứ. Nghe những lời khích tướng của Y Sơn, Kim Sin vẫn chẳng có nổi một chút dao động. Anh ta cực kỳ điềm tĩnh với quân bài tẩy mà mình đang nắm trong tay. Đáp lại cho những lời đánh giá của Y Sơn, Kim Sin khuyên đối phương cần kiềm chế và có thể thoải mái đưa ra quyết định sau khi nghe hết câu chuyện của mình. Rất nhanh, dưới sự chỉ đạo của Kim Sin, Dae-jeon đã cho người đưa vào một người anh em của Y Sơn đang bị nhóm của mình tóm được. Vốn là những người sống rất tình nghĩa, khi thấy bộ dạng của đàn em, Y Sơn và những thành viên khác đã rất tức giận, lập tức lao vào đánh hai tên đứng bên cạnh em của hắn. Anh ta cần một lời giải thích thỏa đáng từ đối phương, nếu không thì sẽ đập tan khu này. Qua những lời giải thích của Dae-jeon, Đoàn Thanh niên Hy vọng mới nhận ra thời gian gần đây đã có rất nhiều biến cố đã xảy ra với nhóm. Hóa ra lại là người nhà gây ra, chính tên đàn em đó đã vì tiền mà móc nối với Đốc Su và Kim Jae-hoon, rồi bán thông tin của đoàn cho kẻ thù. Dù rất thất vọng khi nhận tin sét đánh này, nhưng nhờ có món quà của Kim Sin, Đoàn Thanh niên Hy vọng phía Nam đã tránh được sự đục khoét từ bên trong nội bộ, nên có thể coi là Y Sơn đã mắc Kim Sin một món nợ ân tình. Dù vậy, Kim Sin lại không hề ra vẻ, anh ta thậm chí còn thừa nhận với Y Sơn việc bản thân chiêu mộ nhân tài là vì để báo thù cá nhân. Kim Sin cũng cho Y Sơn một lời khuyên rằng Castle sẽ không để yên cho ai chống lại bọn chúng, kể cả đó là người vô tội và yếu đuối ở phía sau họ chăng nữa. Cái chết của cha anh và sư phụ của anh cũng như vậy, nên sự phản bội của người anh em kia chỉ mới là sự khởi đầu cho những bất hạnh mà thôi. Rồi đến một ngày sự bất hạnh sẽ kéo đến với gia đình của Y Sơn, kể cả đó có là những đứa trẻ nhỏ đi chăng nữa. Với tất cả sự chân thành của mình, Kim Sin không ngần ngại cúi đầu trước Y Sơn để có thể mượn được sức mạnh của Đoàn Thanh niên Hy vọng phía Nam để hạ bọn khốn đang nhởn nhơ ngoài kia. Điều này đã đẩy Y Sơn vào thế bí, đã nợ Kim Sin một ân tình, lại nhận thêm một cái cúi đầu nữa khiến Y Sơn khó lòng từ chối. Y Sơn rời đi với sự im lặng, ở quán rượu bên đường, với thông tin mà In Su khai thác được, tên đàn em đúng là đã vì tiền mà bán đứng bọn họ. Với tất cả sự ngưỡng mộ của mình dành cho những bậc đàn anh trước đây như cha Y Guk và Kang Min Seong, cùng với đó là sự tôn trọng dành cho Dae-jeon và Pi Ujin,
Insu biết chắc rằng Kim Sin là một nhân vật rất thú vị. Cậu ta biết rõ những điều cần làm và hành động rất dứt khoát. Phát hiện thấy Kim Sin có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nhờ đó mà có thể thu hút được nhiều người hơn. Đương nhiên chỉ như thế đối với Y Sơn vẫn là chưa đủ thuyết phục, anh ta chỉ phục vụ cho những ai mạnh hơn mình, nên Kim Sin cần phải chứng minh được khả năng của cậu ta. Đã có một trận đấu chóng vánh xảy ra giữa hai người lãnh đạo, bởi vì đơn giản là Y Sơn không có cửa với Kim Sin, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Y Sơn đã bất tỉnh nhân sự trên đất. Một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp mà đến cả Y Sơn buộc phải công nhận là quái vật. Giờ đây Y Sơn và 19 thành viên của đoàn thanh niên Hy vọng phía Nam sẽ chính thức tham gia vào phe của Kim Sin. Ở một nơi khác, với sự báo cáo của Trang Seok, Kim Jae-hoon đã rất khoái chí khi phát hiện ra sự hiện diện của Kim Sin. Một người quen cũ của hắn đã từng bị hắn ta làm cho tan cửa nát nhà 8 năm về trước. Một người hầu cận của Kim Jae-hoon đến thông báo với hắn khi hắn đang dùng bữa rằng bên mua hàng đã xếp lịch đến Hàn Quốc. Tuần sau họ sẽ đến nơi vào chiều thứ ba và giữa hai bên sẽ có cuộc gặp mặt ở khách sạn trong thủ đô. Chưa kịp báo cáo hết, tên Kim Jae-hoon kia đã quăng đống thức ăn ở trong đĩa vào mặt ông rồi chửi đồng lên, lão bị ngu à? Muốn bị đuổi việc không? Có biết tao ghét mấy cái tòa cao tầng lắm không? Lão muốn được đây đút cho ăn nên mới nói thế đấy à? Nói rồi hắn đứng dậy lau mồm, hóa ra tên Kim Jae-hoon này có vấn đề với nơi gặp mặt. Người hầu cận kia sợ hãi cúi rạp đầu xin lỗi, Kim Jae-hoon đứng phát dậy, lấy khăn lau miệng sau đó buông một câu đe dọa rồi bỏ đi. Ở một căn phòng khác, hắn ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Tâm trạng vô cùng bức bối khó chịu vì cứ nghĩ đến cái cảnh người của hắn quay lại cắn chủ sau khi đã làm mọi thứ cho tên đó, là hắn lại không ngừng nghĩ về con người của hắn ngày trước. Nhưng nực cười nhất là làm cách nào tên Kim Sin kia lại sống sót được trong suốt khoảng thời gian qua. Trong bản báo cáo có ghi là Kim Sin đã chết rồi mà không biết bằng cách nào lại có thể sống sót rồi còn dám quay lại đây sau vụ lùm xùm trong quá khứ. Dù vậy, thằng nào làm cái nghề này cũng như nhau cả thôi, đối với Kim Jae-hoon là như thế. Hắn quyết định sẽ lại cho Kim Sin thấy được sự khác biệt giữa trình của anh và trình của hắn ra sao. Với tất cả quyền lực trong tay hắn hiện giờ thì có nằm mơ Kim Sin cũng không dám nghĩ đến. Ngay khi cặp mắt ngạo mạn của Kim Sin mất hết hy vọng thì Kim Jae-hoon sẽ đảm bảo cho Kim Sin về với ông già ngay và luôn. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, yêu cầu cô thư ký gọi cho Kim Sin. Đầu dây bên kia mới nhấc máy, Kim Jae-hoon đã mỉa mai chúc mừng Kim Sin đã trở thành trùm băng đảng. Ở đầu dây bên kia, Kim Sin lạnh lùng hỏi tại sao hắn lại gọi cho anh. Kim Jae-hoon vẫn tiếp tục giọng điệu khó nghe, tao cứ tưởng mày chết đó giờ rồi cơ. Đã kiểm tra thứ tao gửi cho mày chưa, đấy là quà tao đặc biệt dành tặng cho mày đấy. Kim Sin ánh mắt vẫn không bộc lộ ra biểu cảm gì. Kim Jae-hoon nói đáng lẽ hắn nên tống khứ Deok-su ngay từ ban đầu mới phải. Bỗng Kim Sin lên tiếng khiến cho hắn có chút dè chừng. Dù thông tin đấy có bị tuồn ra ngoài hay là không phải chủ đích của mày đi chăng nữa thì tao không muốn thấy người của mày lảng vảng ở địa bàn của tao. Còn nữa, đưa tao quyền tiếp quản Hoi-am thay cho Yoon Deok-su. Kim Jae-hoon nghe đến đây nghiến răng tức giận. Nhưng vì thái độ của Kim Sin nên đồng ý, vì là chuyện cũ cả nên hắn mong Kim Sin sẽ tận hưởng khoảng thời gian này. Vì nếu đống đó mà bị tuồn ra thì lại càng có chuyện hay để xem. Kim Sin lạnh lùng đáp sẽ không có lần thỏa thuận thứ hai nữa đâu. Kim Jae-hoon sau đó cúp máy. Tay hắn run bần bật ghì chặt cái điện thoại sau đó ném mạnh vào tường khiến nó vỡ thành nhiều mảnh rồi quay sang yêu cầu thư ký mang Kim Sin đến. Chân tay mà có bị cắt thành từng mảnh đi nữa thì cũng phải cầm đầu Kim Sin rồi kéo đến đây. Bỗng lúc này có một người đàn ông bước vào phòng, nói rằng vừa nghe được vài thông tin khá thú vị rằng Deok-su đã bị dính bẫy rồi thua. Kim Jae-hoon xác nhận và nói rằng hắn và người đã tẩn Deok-su có quen biết nhau nên hắn định dùng cơ hội này để giải quyết hết một thể luôn. Người kia chỉ nói một câu, nhớ lấy điều này, công việc của tôi là bảo vệ thông tin cá nhân của các khách hàng chính của chúng ta nên tôi không muốn Sanjin bị vướng vào mấy việc lùm xùm đấy đâu. Người này tên là Nam Gong Hyuk, là giám đốc của Sanjin. Tên tay chân của Kim Jae-hoon lúc này mừng thầm, xem ra vụ này kết thúc nhanh hơn hắn nghĩ. Nam Gong Hyuk cho rằng tên hắn gửi là đủ lo việc này rồi nên mọi việc sẽ êm gọn thôi. Lúc này một đoàn xe phi như bay tới một tòa nhà. Shin Tae-jin, giám đốc trước của công ty xây dựng Ha Seung, người dọn dẹp của Alias bước xuống, đơn giản ra lệnh và rồi một đám người xông vào bên trong. Nhưng ai ngờ bên trong lại không có lấy một bóng người, chẳng lẽ đối phương đã đoán trước hội người dọn dẹp của Kim Jae-hoon sẽ đến nên chuồn sao? Hay là có ai đó tuồn tin ra ngoài, nhưng đời nào lại có chuyện đấy, vậy chắc chắn đây là bẫy. Nếu Shin Tae-jin đoán đúng thì chắc chắn đội Kim Sin đã đến gặp thẳng Kim Jae-hoon. Về phía Cha Soo-min, cô đứng bên ngoài quan sát nhất cử nhất động của đám dọn dẹp này và gửi lời đến Kim Sin rằng hãy bắt đầu hành động. Kim Sin lúc này đã đứng trước tòa nhà mà Kim Jae-hoon ở, từ Hoi-am đến đây mất tận 40 phút, nếu lái nhanh cũng mất 30 phút. Vậy là họ có 30 phút để xử lý Kim Jae-hoon, giờ thì bắt đầu vào việc thôi. Kim Sin gấp như vậy vì cái chết của anh không thể lợi dụng được nữa.
anh sẽ nhân cơ hội này để đánh bại Kim Jae-hoon. Nhưng cha Su-min cho rằng nếu Kim xin hạ Kim Jae-hoon thì những người ủng hộ anh cũng sẽ bị liên lụy như ngày xưa nên anh nên cân nhắc. Nhưng Kim xin nói rằng cũng phải mất ít nhất 6 tháng vì Castle sẽ không hành động bất cẩn như vậy. Anh sẽ hạ Castle trong vòng 6 tháng. Lần này anh sẽ chỉ đem theo vài người, còn cha Su-min sẽ đứng bên ngoài tòa nhà và thông báo cho anh ngay khi bọn chúng hành động. Vậy là Kim xin đã đúng về việc kẻ địch sẽ đến. Cũng không ngờ nổi lũ chúng nó cứ xông vào như đàn chó thế kia, không thể tha thứ được mà. Về cơ bản thì kế hoạch của Kim xin như sau, văn phòng của Kim Jae-hoon ở trên cùng tòa nhà. Quân của hắn ở ngay tầng 1 của tòa nhà bên cạnh. Chúng sẽ xâm nhập vào tòa nhà bên trái và sang tòa nhà bên phải bằng cầu nối. Hội Kim xin lúc này đã di chuyển lên trên qua thang máy bên trong tòa nhà. Nhưng cần nhớ rằng hội của anh thì không đủ lực để chơi trò đánh rồi chạy với Castle. Thời gian cho nhóm chính hạ gục Jae-hoon trở về là 30 phút. Nhóm hỗ trợ không được huấn luyện tốt như nhóm chính. Quay trở lại với Kim Jae-hoon và Nam Gong Hyuk, cô thư ký vội vã chạy vào nói điều gì đó với Kim Jae-hoon. Hắn đập vỡ ly rượu vang cầm trên tay, bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lúc này tại sảnh của tòa nhà bên phải báo động khẩn được phát lên. Có kẻ xâm nhập ở trên, cầu thang máy cũng đã hỏng hết. Tại phòng an ninh, Jo Ji-gong, thành viên cũ của đoàn thanh niên Hy vọng đã xử lý hết đám sâu bọ ở đó và ngồi vắt vẻo ở trên ghế uống cà phê. Hội người của Kim Jae-hoon vội vã tìm đường để đến tòa nhà đối diện nhưng mọi lối đi đều đã bị chặn hết, chỉ còn cầu thang của tòa nhà bên trái. Mọi lối vào sẽ bị khóa trừ chỗ mà hội Kim Sin đã đi, đồng thời có thể dùng như lối thoát của hội. Ở cầu thang bên trái, hội của Kim Sin đã đứng chờ trực sẵn. Lee Seon và đoàn thanh niên Hy vọng đã chặn lối đó và để phần còn lại cho Jin Tae. Jin Tae nhớ lại những lời Kim Sin đã dặn, rằng họ sẽ phải đối đầu với kẻ mạnh hơn ở đây, hơn cả những gì cậu đã trải qua ở Nga. Khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát thì phải trốn, cậu không cần phải bỏ mạng vì chuyện trả thù của Kim Sin. Trốn ư, bị ngớ hả, có chết Jin Tae cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Jin Tae đứng dậy, tiến về phía bọn người của Kim Jae-hoon buông vài câu trêu chọc. Tên cầm đầu đám kia bắt đầu ra lệnh tấn công. Lúc này những người còn lại của hội Kim Sin sẽ tiến thẳng đến văn phòng của Kim Jae-hoon. Kim Jae-hoon lúc này ở trong phòng đứng ngồi không yên, hỏi về tình hình thì có 10 đội an ninh ở hành lang. Đội dọn dẹp sẽ mất khoảng 30 phút để quay trở về. Xông vào một tòa nhà trống khi không có bảo vệ ở đó, đúng là hài hước thật. Tên Nam Gong Hyuk kia đứng dậy, bẻ khớp tay quyết định sẽ giúp đỡ Kim Jae-hoon, coi như lần này Kim Jae-hoon nợ Nam Gong Hyuk và phải hậu tạ lần sau. Đi ra khỏi văn phòng, Nam Gong Hyuk gặp Kim Sin và đồng đội ở ngay phía trước mới cất giọng hỏi, có vẻ các anh đi lạc nhỉ. Đang tìm văn phòng của giám đốc sao, thế thì chỗ đó có cầu thang đấy, cứ đi theo nó là đến được thôi. Dae Jeon nói thầm với Kim Sin rằng hãy coi chừng, tên này là Nam Gong Hyuk, giám đốc của Sujin, một công ty có dính líu đến Castle. Hắn là một trong những kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất trong Castle. Lúc này thời gian còn lại chỉ là 22 phút. Những người chặn ở phía cầu thang vẫn đang chiến đấu vô cùng quyết liệt. Ujin cởi bỏ áo khoác, yêu cầu Kim Sin đi tiếp, tên này hãy để lại cho bọn họ. Tên Nam Gong Hyuk kia buông câu thách thức từng người một có gan thì nhào vô. Ujin, Kang Min Sung và Dae Jeon ngay lập tức xông đến nhưng Nam Gong Hyuk đã dễ dàng né được đòn của Ujin. Sau đó Nam Gong Hyuk bắt được tay Ujin và đấm mạnh vào mạn sườn. Tiếp theo hắn tiếp tục đá vào hông Dae Jeon khiến anh ngã nhào. Sao tên này có thể mạnh như vậy chứ? Nam Gong Hyuk tiến về phía Ujin đang nằm dưới đất, vẩy nhẹ tay yêu cầu anh đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Thời gian lúc này chỉ còn lại 20 phút. Cái quái gì vậy chứ? Tên Nam Gong Hyuk kia có phải là con người không mà đến cả Kang Min Sung cũng không hạ nổi hắn. Ujin quay lại nhìn Kim Dae Jeon với ánh mắt vô cùng bối rối, liệu họ còn có cơ hội không? Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn ta đã nằm ngoài tầm với của Ujin rồi. Ujin và Dae Jeon cùng lúc xông lên tấn công để mở đường cho Kim Sin đi đến chỗ Kim Jae-hoon. Dae Jeon húc thẳng vào ngực của Nam Gong Hyuk còn Ujin nhanh chóng quay người lại đỡ được nhát dao của một tên đồng bọn. Nam Gong Hyuk xông tới phía Ujin nhân lúc anh không để ý nhưng Ujin đã nhanh chóng quay lại và đạp cho hắn một cú. Ai ngờ Nam Gong Hyuk có thể bắt được cổ chân của Ujin và lật anh ngã ngửa. Lúc này Kim Sin xông đến, sượt một phát qua hai người họ. Nam Gong Hyuk vẫn dễ dàng né được rồi quay qua đấm một phát thật mạnh vào giữa mặt Dae Jeon. Quay người lại, Nam Gong Hyuk thấy Kim Sin đã không còn ở phía sau. Có vẻ như đã chạy rồi nên Nam Gong Hyuk cũng chẳng cần lo nữa vì có bảo vệ ở đó, còn cả người đàn bà kia. Dù sao thì có thể bắt đầu với Dae Jeon và Ujin. Nam Gong Hyuk sẽ đảm bảo cho hai người họ không được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Ngay ở sảnh trước phòng giám đốc, Kim Sin tiến đến, đeo bao tay sẵn sàng hành động. Thời gian trôi qua, ký ức cũng nhạt nhòa dần. Sao anh lại có thể tiến xa được như thế này? Anh đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng không lúc nào có thể nhớ nổi.
Tuy nhiên Kim Sin biết rằng cơn giận dữ của anh vẫn còn nguyên như ngày hôm qua. Mọi thứ trên đời này đều bắt đầu từ những thứ bình thường. Vừa nghĩ anh vừa xông lên, lội ngược dòng thời gian quay trở lại 10 năm trước. Tại trường học, Kim Sin khi đó còn là học sinh trung học phổ thông. Anh luôn xuất sắc đứng đầu thành tích cả về học tập lẫn thể dục thể thao. Đến giờ ăn trưa, bạn của Kim Sin rủ anh đi xem đấu nhanh. Đấu nhanh là từ lóng chỉ học sinh từ các nhóm khác nhau sẽ tập trung lại trong nhà kho và đánh nhau. Chúng đánh nhau với mục đích tiêu khiển, kẻ nào chạm mắt với những học sinh còn lại sẽ bị đánh công khai. Chúng còn được tác oai tác quái trong trường và kẻ đứng đầu là Kim Jae-hoon. Hắn là người thừa kế cả một sản nghiệp lớn nên cả học sinh lẫn giáo viên đều không dám động vào hắn. Có thể nói, Kim Jae-hoon là vua của cả trường. Kim Sin không bao giờ muốn dính líu đến bọn nó. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến sự cố ấy. Cha Su-min mở cửa lớp bước vào, vứt phịch cặp trên bàn rồi ngồi xuống. Điều này thật kỳ lạ vì bình thường cô không ở lại lớp trong giờ ăn trưa. Kim Sin đi về nhà, hôm nay bố anh về khá sớm. Bố anh tên Kim Tae, là một thám tử, món ăn chính của hai người thường là mì nấu. Trong bữa ăn, hai người nói chuyện với nhau. Bố của Kim Sin nói anh không cần cố quá vào việc học vì nếu anh không làm cảnh sát được thì ông cũng không để tâm. Nếu con không quan tâm thì bố cũng không quan tâm là điều mà bố anh luôn nói. Theo Kim Tae, con trai mình chỉ cần sống một cách tự hào là được rồi, đó chính là bí quyết sống thành đạt. Sống một cách tự hào ư, điều kiện cần thiết để làm việc đó chính là sức mạnh. Công lý sẽ chỉ được thực thi khi có đủ sức mạnh mà thôi, và đó là thứ mà Kim Sin không có. Trong lớp học, cô bạn tên Ju Soo-hee đến tìm Kim Sin và hỏi về bài tập. Ju Soo-hee chính là gu của Kim Jae-hoon và chuyện xảy ra ngay sau đó là như thế nào thì hãy cùng đón xem nhé. Chuyển cảnh, đám của hội Kim Sin do Jin Tae và Lee Seon cầm đầu vẫn đang tấn công những tên an ninh của Kim Jae-hoon. Đội thanh niên hy vọng dễ dàng đánh liên tục vào mặt chúng. Bỗng Hwang Bo-min Chun, trưởng nhóm an ninh xuất hiện rút ra một con dao ở bên mình. Jin Tae cũng đâu có vừa, anh rút một con dao găm trong túi ra, mỉm cười, rất vui được gặp chú, sẽ vui lắm đây. Jin Tae gọi Lee Seon bằng cái tên chủ tịch Gorilla và khen rằng anh còn ngầu hơn những gì mà Jin Tae mong đợi. Sau đó nói với Lee Seon rằng tên mặt sẹo kia là của Jin Tae nên đừng động vào. Lee Seon đồng ý và chỉ hạ mấy tên ở trước mặt mình. Nhưng cũng nói với Jin Tae rằng nhìn kỹ thì hắn trông cũng mạnh nên nếu Jin Tae không cân nổi thì hãy cứ nói cho Lee Seon. Jin Tae nhất quyết không chịu, cầm dao xông về phía Hwang Bo-min Chun. Tên kia cũng rất nhanh đưa một đường dao trước mặt Jin Tae nhưng Jin Tae đã kịp né. Anh thấy hắn cũng vô cùng thành thục, tránh được tất cả những đường tấn công. Theo như dự đoán của Hwang Bo-min Chun thì dựa vào những chuyển động kia, hắn là Jin Tae đã được học từ nước ngoài, có thể là Nga hoặc là Trung Quốc. Tên kia lại gần Jin Tae, mày không phải là kẻ duy nhất được huấn luyện ở nước ngoài đâu. Để tao dạy cho mày biết phong cách Kabukicho, với những chuyển động gà mờ đó thì đối với Hwang Bo-min Chun, Jin Tae không có cửa. Nào ngờ vừa vung một tay dao lên, Jin Tae đã ngay lập tức tấn công ngay phía dưới bắp tay hắn. Đây chính là cơ hội, khi hắn còn đang hoang mang, Jin Tae tiến đến rồi găm cho hắn thêm một phát dao ở đùi. Jin Tae lên tiếng chế nhạo tên Min Chun kia, về cái gì mà Kabukicho, về cái gì mà sẽ cho anh ăn đòn này nọ. Phía đối diện tên Hwang Bo-min biến sắc, không ngờ được Jin Tae lại mạnh đến vậy, anh ta là ai cơ chứ, hắn chưa từng gặp tên nào mạnh như vậy mà ngoài tổ chức Kaso cả. Trong phòng của Kim Jae-hoon, ánh đèn đột nhiên vụt tắt, hắn ta bất ngờ hỏi thư ký xem có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm cảm thấy, chuyện này càng ngày càng không ổn, có lẽ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được. Kim Jae-hoon kêu thư ký ra ngoài xem tình hình thế nào, xong rồi báo lại hắn ta. Bất ngờ tiếng động bên ngoài quá lớn, khiến ánh nhìn đều đổ dồn về hướng đó. Một linh cảm xấu xuất hiện bên trong Kim Jae-hoon. Phía bên ngoài, những tên cận vệ đang dần bị ám sát trong bóng tối, bọn họ vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên đang định rút dao ra để phòng thủ. Vậy nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Sin đã một dao ngay tim, hạ gục hắn ta. Một kẻ nắm bắt tiếng động mà nhào tới tấn công, Kim Sin dễ dàng né sang một bên, rồi tiếp tục một cứa tiễn hắn sang Tây Thiên. Mấy tên còn lại lờ mờ thấy Kim Sin, vậy nhưng cũng chẳng thể làm được gì, căn bản là anh quá nhanh và quá nguy hiểm, thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối và từng chút hạ ngục từng kẻ một. Sau một hồi có kẻ sáng dạ, bật đèn pin lên để anh em chiến đấu dễ dàng hơn, thế nhưng khung cảnh trước mặt khiến hắn ta phải hoảng sợ. Ngoài anh ta ra thì không có kẻ nào còn sống cả. Hắn ta đang định rút súng cho Kim Sin một viên, súng chưa kịp lên nòng thì một dòng máu tươi đã văng tung tóe. Cánh cửa căn phòng tên Kim Jae-hoon mở ra, đập vào mắt cô thư ký là một cảnh vô cùng đẫm máu. Chỉ mất chưa đầy 20 giây, cả đám cận vệ đã bị hạ gục hoàn toàn, quả thực là đáng sợ. Nắm chặt thanh kiếm trên tay, cô thầm nghĩ, điều duy nhất bây giờ mà cô có thể làm được có lẽ là câu thêm thời gian để đợi người khác tới ứng cứu. Cô phải thừa nhận rằng, bản thân không phải đối thủ của Kim Sin,
nhìn cái sát khí mà anh ta tỏa ra, nếu mà đối đầu trực diện 10 lần, thì 9 lần cô bị giết không nhắm nổi mắt rồi. Cô nàng bỏ dao xuống, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng, Kim Sin bước qua người cô, phía sau cô có giấu một con dao nhỏ nữa. Cô không muốn đối đầu trực tiếp với Kim Sin, vậy nên đâm sau lưng thì tỷ lệ thành công là cao nhất rồi. Ấy thế đang định đâm, một đường dao xoẹt ngang qua cổ. Cô nàng chết lặng, những gì sau đó chỉ là một vài dòng suy nghĩ trong quá khứ. Kim Jae-hoon trong phòng thấp thỏm không thôi, từ đâu Kim Sin xuất hiện, anh ta nói, lâu rồi không gặp nhỉ, có lẽ khoảng 10 năm rồi đấy. Gương mặt Kim Sin vẫn còn dính máu, ánh mắt toát lên sự chết chóc. Kim Jae-hoon thấy Kim Sin, anh ta nói với cậu, nơi này không đón tiếp một kẻ như Kim Sin. Chưa kịp dứt lời, Kim Sin đã tát hắn ta bay cả mặt. Sau đó thì ném hắn ta từ tòa nhà cao tầng xuống bên dưới không một chút do dự nào. Quay trở lại với câu chuyện quá khứ của Kim Sin. Sống một cách hãnh diện à, tuy đã cố để quên đi nhưng những lời nói của cha vẫn luôn văng vẳng trong đầu Kim Sin. Dù gì thì hồi đó để sống một cách hãnh diện vẫn rất khó. Ngày hôm đó khi lấy xe đạp ra về, Kim Sin đã để ý Ju Soo-hee đang đứng cùng hội của Kim Jae-hoon. Có vẻ Yoo San-hee đang cố từ chối lời mời đi sinh nhật tên này. Tên to cao đứng gần Kim Jae-hoon liền tiến lại gần Ju Soo-hee đe dọa, mày nghĩ mày là người nổi tiếng à? Chỉ cần đi với bọn này thôi, để Jae-hoon phải mời con phò như mày thì tốt nhất là mày nên ngậm mồm lại rồi chấp nhận đi. Lúc này Kim Sin xuất hiện và chặn tên này lại. Tên này tên Gu Sang-hoon, Kim Sin yêu cầu hắn bỏ Ju Soo-hee ra hoặc là đấu với anh. Tên Gu Sang-hoon kia quay qua nhận được lệnh từ Kim Jae-hoon thì vào thế sẵn sàng. Đáng lẽ ngày hôm ấy Kim Sin không nên đưa ra quyết định đó. Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Sin được trải nghiệm. Ju Soo-hee đã về rồi, anh cũng chẳng còn lý do nào để đánh nữa. Tự nhủ chắc là chỉ hứng vài cú nhỉ, hóa ra đây chính là cái giá của việc sống hãnh diện. Đang mải suy nghĩ, anh bị tên Gu Sang-hoon đấm thẳng một phát vào mặt ngã lăn ra sàn. Tên kia chế nhạo anh chỉ là thùng rỗng kêu to rồi liên tục đạp vào người anh. Việc này bắt đầu mệt mỏi rồi, Kim Sin không nhịn được nữa nhưng sao anh vẫn có thể kiềm chế chứ? Chẳng phải bọn nó là đống rác rưởi mà ngày nào đó cần được dọn dẹp hay sao? Chẳng phải bố của Kim Sin đã nói là chỉ được dùng đến sức mạnh của mình khi cần thiết sao? Lúc này anh đã không thể giữ mình được nữa, ngay lập tức đạp thẳng vào mặt tên Gu Sang-hoon. Một tên khác ngay lập tức xông đến, Kim Sin dễ dàng né được cú đấm của hắn rồi cho hắn một phát vào ngay giữa mặt. Tên Kim Jae-hoon kia cầm gậy bóng chày toan tấn công Kim Sin từ phía sau nhưng anh dễ dàng đỡ được cú đánh chỉ với một tay. Song chưa kịp làm gì, tên Kim Jae-hoon đã ngã khuỵu xuống sàn, miệng lắp bắp run rẩy nói rằng hắn chính là Kim Jae-hoon, động vào hắn thì sẽ chết. Nhưng Kim Sin vẫn tiến lại gần hắn rồi đạp một phát thật mạnh vào phía mặt phẳng nơi hắn nằm, nói rằng anh không quan tâm. Không lâu sau, Kim Sin mới nhận ra rằng ngày hôm đó là khởi đầu của mọi chuyện. Liệu Kim Sin có bao giờ nghĩ là chuyện sẽ kết thúc như thế này không? Tại văn phòng của Kim Tae-hoon, con cả của Kim Yeong-sung, tên Kim Jae-hoon kia đến để tìm anh trai mình muốn phó thác nhờ vả một vài chuyện. Tên Kim Tae-hoon kia gọi Kim Jae-hoon là vua của Ha-sung sau đó nói với hắn rằng đã là vua của Ha-sung thì hãy sống như vua của Ha-sung. Nếu có thằng nào gây rắc rối thì hãy đảm bảo sao cho nó không còn xen được vào chuyện của hắn nữa. Bố của Kim Sin dù ông ấy chưa bao giờ nói ra sự khó khăn khi sống cả đời một cách hãnh diện nhưng việc ông ấy bị giáng chức lại không hề nói cho anh. Chẳng lẽ chuyện đó khó khăn đến vậy sao? Đang mải suy nghĩ trong lớp bỗng nhiên hai tên đàn em của Kim Jae-hoon tiến đến đạp đổ bàn ghế xung quanh Kim Sin và yêu cầu khóa cửa lớp lại. Kim Jae-hoon ngồi vắt vẻo giữa một đống đàn em nhìn Kim Sin. Hóa ra việc bố của Kim Sin bị giáng chức là do một tay Kim Jae-hoon gây ra. Bố của Kim Sin, người đã sống hãnh diện cả một đời giờ thành ra như vậy, tất cả là vì thằng chó này. Kim Jae-hoon kia vắt chéo chân, nói với Kim Sin rằng nếu muốn được tha cho thì hãy quỳ xuống và cầu xin. Không thì liếm dây hắn cũng được. Nếu làm thế thì hắn sẽ bỏ qua cho anh, không thì cứ việc trơ mắt ra nhìn bố mình mất việc. Kim Sin tức giận, lao đến đấm thật mạnh vào mặt Kim Jae-hoon. Bọn đàn em của Kim Jae-hoon bu vào ngăn Kim Sin lại, Kim Jae-hoon ngã nhào ra đất. Rất là khác thường khi lần này cảnh sát lại can thiệp vào việc ẩu đả của học sinh. Thay vì Kim Jae-hoon thì họ lại áp giải Kim Sin. Vì sợ cảnh sát và tập đoàn Ha-sung nên những học sinh còn lại cũng xa lánh Kim Sin. Anh đã bị bắt giam vì tội xúc phạm Kim Jae-hoon. Chẳng ai tin anh ngoại trừ bố của anh. Ngày bố anh đến thăm anh ở nhà giam, ông vẫn một mực nói rằng mình tin anh. Ông ấy bắt đầu điều tra tập đoàn Ha-sung và vô tình tìm ra được một điểm yếu. Cuối cùng bố anh cũng đã tìm ra manh mối về sự tồn tại của Castle. Ông ấy đã tiến rất gần đến yếu điểm của chúng nhưng ông chẳng khác gì một con kiến đang leo lên chân của chúng cả. Và cứ thế, ông đã bị giết, quay trở lại hiện tại, thời gian chỉ còn 15 phút. Tên đội trưởng an ninh Hoang Bo-min Chun và Jin Tae vẫn đang giao đấu với nhau vô cùng quyết liệt. Tên Hoang Bo-min Chun kia đã mất quá nhiều máu,
nếu cứ kéo dài thì hắn sẽ chết mất. Và hắn không hiểu bằng cách nào Jin-tae lại có thể di chuyển được như vậy. Hắn quyết định đánh lừa Jin-tae bằng cách chân trái tiến lên phía trước rồi giả vờ như đang lảo đảo và rút chân trái của Jin-tae đến trước mặt hắn. Và lúc Jin-tae tiến lại gần cũng là lúc anh xong đời. Ai ngờ chưa kịp làm gì, Hwang Bo-min-chun đã ăn thêm một nhát dao ở phía khuỷu tay. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Jin-tae cho hắn thêm một phát ở bả vai, lần này hắn đã khuỵu xuống. Hóa ra Jin-tae đã biết là hắn giả vờ nên nhử hắn bằng chân trái. Lần này hắn đã thua hoàn toàn, nếu so với đám này thì bọn côn đồ ở Hoa Am gọi bằng cụ. Hiện tại bên Kim Sin vẫn giữ ưu thế nhưng đa số đều oải hết rồi. Trên hết là cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu Kim Sin đến muộn một chút thôi thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên tồi tệ. Lúc này một đám người áo đen, đội an ninh xuất hiện. Không biết liệu Jin-tae có thể kham nổi không? Lee Seon khuyên Jin-tae không nên hành động tùy ý vì đây chỉ là cuộc tấn công bất ngờ. Họ phải rời đi ngay nhưng Jin-tae cho rằng ở tình thế kiểu này anh rất có kinh nghiệm. Cho nên bây giờ Lee Seon chỉ cần thưởng thức màn trình diễn sắp tới. Nói rồi Jin-tae lao vào đám người áo đen kia. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, hai đường dao của anh đã khiến chúng ngã khuỵu. Đám còn lại vẫn tiếp tục xông vào anh nhưng cũng nhận kết cục tương tự. Bên đội an ninh của Kim Jae-hoon vô cùng hoang mang, tại sao Jin-tae lại dám lao vào một nhóm vũ trang đầy đủ chỉ với một con dao? Chẳng lẽ Jin-tae không sợ chút nào? Đang mải suy nghĩ, một tên bị Jin-tae áp sát từ phía sau, kề dao vào cổ làm con tin. Sau đó anh lợi dụng tên này để tấn công những tên còn lại. Jin-tae tiếp tục xồ vào đám người còn đang hốt hoảng chưa biết chuyện gì xảy ra, cho mỗi tên một nhát dao chí mạng. Anh kết hợp giữa đấm đá và dùng dao, không những vậy, Jin-tae không chỉ trực tiếp sử dụng mà còn phi dao như một loại phi tiêu. Xử được kha khá người, Lee Seon đứng há hốc mồm nhìn Jin-tae xử lý đám người này. Rốt cuộc Kim Sin và Jin-tae là ai vậy chứ? Lúc này Lee Seon quyết định sẽ lấy lại danh dự của mình. Anh tiến về phía hai tên côn đồ đang áp sát mình, dễ dàng túm cổ chúng rồi đập thật mạnh cho chúng ngã xuống đất. Có thể nói bây giờ đội bên này đang giành phần thắng rất cao, nhưng về phần Woo-jin và Dae-jeon, hai người họ không thể nghĩ về chuyện thắng cuộc được nữa rồi. Cả hai đã bị tên Nam Gong Hyuk kia đánh gục. Tên này quá mạnh nên ai cũng đã đến giới hạn. Vết thương khi đấu với Kim Sin và Deok-su của Woo-jin vẫn còn đó, nên nếu cứ như thế này thì Woo-jin sẽ chết mất thôi. Giờ anh chỉ có thể đánh lạc hướng hắn ta, dù có phải đánh đổi cả tính mạng. Nhưng cũng phải câu thêm giờ để cho những người còn lại có thể chạy thoát. Woo-jin chạy về phía Nam Gong Hyuk, toan cho hắn một cú đấm nhưng ai ngờ bị Nam Gong Hyuk chặn đứng lại với một cú đấm tương tự ở ngay giữa bụng. Woo-jin nắm lấy áo của Nam Gong Hyuk rồi kéo thật mạnh, đập đầu hai người họ vào với nhau và máu bắn tung tóe. Nam Gong Hyuk khá ngạc nhiên vì không nghĩ đến việc Woo-jin dám đánh lại như thế này. Woo-jin bị Nam Gong Hyuk túm lấy tóc rồi đập thật mạnh vào cửa kính đến vỡ tan, sau đó dùng chân đá cậu ngã nhào. Lúc này Woo-jin không thể ngừng thắc mắc tại sao cậu lại sống một cách đáng thương được như vậy. Chẳng lẽ đổ lỗi cho người thầy đã rời bỏ dù anh chẳng làm gì cả. Ngay cả khi Dae-jeon và Cha Soo-min phải chống chọi với khó khăn, Woo-jin còn chẳng dùng khả năng của mình để giúp đỡ họ. Dae-jeon một lần nữa áp sát Nam Gong Hyuk từ phía sau nhưng ngay lập tức bị hắn chặn lại. Nhân lúc Nam Gong Hyuk đang mải đối phó với Dae-jeon, Woo-jin lao đến tấn công tên này. Bây giờ Woo-jin đang kiệt sức tới cái ngưỡng gọi là vô hại. Vậy thì tại sao anh vẫn cứ tiếp tục đứng lên được như vậy? Dù biết chắc sẽ bị đánh ngã thêm lần nữa, Woo-jin thì cứ lao đến, còn Nam Gong Hyuk thì không ngừng phá bỏ những đường đánh của Woo-jin. Rốt cục Woo-jin đã học được những cái trò này từ đâu vậy? Woo-jin vẫn tiếp tục tấn công, nhớ lại lời dặn của thầy rằng dù có ho ra máu hay là chân có mất hết sức lực đi nữa thì không bao giờ hạ thấp cảnh giác. Nghĩ rồi anh lại tiếp tục vào thế sẵn sàng chiến đấu. Woo-jin đã không ăn hết cú đá ban nãy của Nam Gong Hyuk mà thay vào đó đã quay lưng lại để giảm độ sát thương. Điều này chứng tỏ Woo-jin đang bắt kịp sức mạnh của Nam Gong Hyuk với một tốc độ đáng sợ. Có thể nói Woo-jin khá mạnh, kiểu người như thế rất hiếm gặp. Nếu gặp lại lần nữa, hẳn là Woo-jin sẽ còn mạnh hơn thế này nhiều nên Nam Gong Hyuk quyết định không thể để Woo-jin sống sót mà rời khỏi đây. Sau đó hai người lại tiếp tục xổ vào nhau. Ai ngờ bị một âm thanh cản lại, là tiếng súng sao. Tên Kim Jae-hoon lúc này hai tay cầm súng, vẻ mặt hắn mất hết nhân tính, nhe răng mỉm cười, tạm biệt nhé Kim Sin, rồi một tiếng súng nữa lại vang lên. Đội của Kim Jae-hoon đang gấp rút quay trở về. Tên Shin Tae-jin lái xe với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hắn đã mất liên lạc với thư ký Oh. Lúc này tên giám đốc Nam Gong Hyuk cũng ở đó nên hắn tự nhủ chắc mọi thứ cũng ổn thôi, nhưng dù vậy hắn vẫn còn lo lắm. Đoàn xe của Shin Tae-jin đi vào trong hầm, bỗng nhận được cơn mưa trứng. Một đám người lái mô tô vượt lên trước và không ngừng ném trứng làm cản tầm nhìn lái xe của chúng. Trong đám người đó có Seong-jun, cũng lắm trò đấy, nhưng Shin Tae-jin vẫn dễ dàng điều khiển được xe ra khỏi hầm. Lúc này một chiếc xe màu đen vượt lên trước cản đường,
trong xe là cha Sumin. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô phải làm chậm chân chúng để đám của Kim Shin trốn thoát nên phải câu càng nhiều thời gian càng tốt. Nhưng căng nhất cũng chỉ được thêm vài phút thôi nên nhất định Kim Shin phải thật nhanh lên mới được. Quay trở lại văn phòng của Kim Jae-hoon, có vẻ hai phát súng vừa rồi hắn đã trượt, Kim Shin vẫn lấp ló sau giá đựng đồ. Kim Jae-hoon ra lệnh cho tên hầu cận nhanh tấn công Kim Shin vì Kim Shin đang bất động. Nhưng tên kia đâu có điên mà đi tấn công Kim Shin. Tên này một tay cầm dao một tay soi đèn pin điện thoại để quan sát. Kim Shin như một con quái vật đứng sừng sững trước mặt hắn. Anh rút dao từ trong túi áo ra rồi ra ám hiệu gật đầu, là để hắn thoát sao. Hắn thầm cầu nguyện rằng đây không phải đòn nhử, nên tận dụng cơ hội này thì hơn vì đằng nào Kim Jae-hoon cũng xong đời ở đây rồi, giờ không chạy thì làm gì cơ chứ. Nghĩ rồi hắn tắt đèn pin khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Tên Kim Jae-hoon sợ hãi quát lên yêu cầu hắn quay lại, hai tay run rẩy cầm chặt khẩu súng chĩa về phía trước. Nghe thấy tiếng động, Kim Jae-hoon giật mình hét lên rồi bóp cò súng. Thật xui xẻo cho hắn vì ngay sau phát súng đó thì đạn cũng vừa hết. Hắn lọ mọ trong bóng tối mở ngăn kéo tủ tìm đạn để nạp, vừa tự trấn an bản thân rằng Kim Shin cũng giống như hắn, đâu thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Chưa kịp đưa đạn vào súng thì khẩu súng đã bị Kim Shin nhẹ nhàng tước khỏi tay. Lúc này Kim Jae-hyung khua khoáng như một con loang quang cố gắng bắt lại nhưng ngay lập tức ăn một cú tát trời giáng của Kim Shin, tiếp theo là một cú đá vào đùi khiến hắn ngã khuỵu. Hắn lấy tay chùi máu chảy ra từ mũi, lắp bắp đe dọa, "Này, làm ơn, đợi đã. Mày còn nhớ phải không, chuyện 10 năm trước ấy, dám động đến tao là Castle sẽ đuổi giết mày đến cùng." Không có tiếng trả lời, không gian im bặt chỉ có âm thanh nạp đạn và lên nòng súng. Kim Jae-hoon sợ không tả nổi nữa rồi. Hắn giơ một tay lên cố gắng giữ mạng dù cơ hội sống sót bây giờ gần như bằng không. Phải rồi, mày muốn quyền điều hành Hoa Am phải không? Tao sẽ cho mày luôn, đều là người lớn cả rồi. Hãy cùng kết thúc chuyện này trong hòa bình nhé. Lúc này Kim Shin mới lạnh lùng đáp rằng hồi xưa lúc mà Kim Jae-hoon còn làm giang hồ trong trường, hắn chưa bao giờ lên sân thượng. Vừa dứt lời, anh giơ súng ra phía cửa kính rồi bắn nó vỡ tan tành. Có vẻ Kim Shin đã nắm được điểm yếu của Kim Jae-hoon, tên này sợ độ cao. Mặc kệ cho Kim Jae-hoon có ăn nói ngon ngọt hứa chia cổ phần công ty thế này, anh vẫn kề súng vào đầu hắn rồi yêu cầu hắn tiến về phía cửa kính vừa bị bắn vỡ. Kim Shin áp giải Kim Jae-hoon đến sát rìa. Hắn sợ xanh mặt, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, lắp bắp, "Tin, tao sai rồi, tao xin lỗi, nhưng chuyện này sai trái quá, đúng không? Tao sẽ kể sự thật, tao không chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mày. Bố mày làm quá trớn chỉ vì một đứa nhóc bị gửi vào tù, nên là Castle mới giết ông ta. Nghĩ lại thì mày mới là người chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mày. Nếu mày cứ lờ bọn tao và bỏ đi thì chuyện cũng không tiến xa đến mức này." Kim Shin lạnh lùng hỏi rằng hắn chỉ muốn nói thế thôi sao? Kim Jae-hoon hét lên chửi thề và nguyền rủa rằng Castle sẽ săn lùng Kim Shin không để anh sống. Kim Shin nói hai chữ im mồm sau đó đạp hắn rơi tự do. Quay lại với Woo-jin và Nam Gong-hyuk, Woo-jin cố lấy lại bình tĩnh, mấy phát súng liên tiếp thế kia chẳng lẽ Kim Shin gặp chuyện rồi sao? Tên Nam Gong-hyuk đeo một thứ phụ kiện vào tay, nói rằng hãy nhanh kết thúc, rồi hai người lại lao vào nhau. Với những đòn đấm liên tục từ thứ phụ kiện của Nam Gong-hyuk, mũi của Woo-jin đã bị gãy. Nhân lúc này hắn đấm thêm một cú thật mạnh vào ngay giữa mặt Woo-jin rồi bỏ đi, để lại Woo-jin ngồi dựa vào một góc tường. Nam Gong-hyuk nhanh chóng chạy về văn phòng nơi phát ra tiếng súng. Ngoài hành lang là tất cả những tên vệ sĩ nằm la liệt. Có vẻ Nam Gong-hyuk đã đánh giá thấp Kim Shin rồi, hắn không nghĩ anh lại có thể hạ hết họ. Kim Shin quá nguy hiểm nên Nam Gong-hyuk không thể để anh thoát lần hai. Kim Shin lao như bay về phía Nam Gong-hyuk, lúc này thời gian còn lại chỉ là 8 phút. Nam Gong-hyuk sẵn sàng thế tấn công, nhìn Kim Shin lao về phía mình. Liệu Kim Shin sẽ tấn công từ phía nào đây? Bên trái, hay bên phải, hay anh tính trốn thoát đây? Kim Shin nhanh như chớp cúi xuống và dễ dàng chạy sượt qua Nam Gong-hyuk. Dù đã cố gắng túm lấy vạt áo của Kim Shin nhưng Nam Gong-hyuk vẫn không thể ngăn anh lại. Vậy là hắn đã để Kim Shin thoát những hai lần. Điều này đối với hắn mà nói thì thật vô lý. Nhưng dù sao thì Nam Gong-hyuk cần phải ưu tiên Kim Jae-hoon đã, vừa nghĩ hắn vừa chạy như bay đi tìm Kim Jae-hoon. Ông già hầu cận của Kim Jae-hoon đang núp dưới gầm bàn tại văn phòng, run rẩy sợ hãi không biết tên điên Kim Jae-hoon đã làm gì mà để bọn côn đồ kéo cả lũ đến đây. Sau đó ông rút điện thoại ra, nghĩ rằng ông sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa, cũng đã đến lúc nghĩ tới chuyện nghỉ hưu nếu không chẳng giữ nổi cái mạng già này mất. Bỗng bên ngoài cửa kính có một vệt chất lỏng màu nâu chảy dài xuống, ông tò mò mở cửa ra thì một mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Chẳng lẽ là mùi phân sao? Rồi ông nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kim Jae-hoon, "Mẹ, cứu con với, mẹ ơi, cứu con." Nhìn lên trên, chính là Kim Jae-hoon đang bị trói hai tay về phía sau, treo lủng lẳng giữa không trung, từ phía sau mông hắn, phân lỏng chảy xuống trông vô cùng khó coi.
tên này sợ tới nỗi bĩnh ra quần à. Ông giơ điện thoại lên chụp vội một tấm ảnh rồi bỏ chạy. Lúc này, bỗng sợi dây bị nới ra, Kim Jae-hyun rơi tự do xuống thêm một đoạn. Mắt hắn không còn nhìn rõ được nữa, cảnh vật quay mòng mòng. Hắn hét lên, làm ơn đấy, Kim Shin, cứu tao. Mày cũng biết mà đúng không, tao sợ độ cao lắm. Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện mà, tao cũng đã làm gì đâu chứ. Kim Shin lúc này xuất hiện, nhìn xuống Kim Jae-hyun, nói, tao định đến đây để giết mày. Nhưng cái mặt chó của mày lại nhắc nhở tao rằng không nên để mày chết dễ thế. Tao sẽ không khử mày đâu, giết mày thì dễ lắm, nhưng cho mày sống trong sợ hãi thì khó hơn nhiều. Nên hãy cứ liệu mà sống từng ngày một, nghĩ về những gì mày đã làm và cầu xin sự tha thứ. Đừng quên, gieo gió thì gặp bão, mày không có quyền chết sau những việc kinh khủng mày đã làm đâu. Nhớ kỹ cái cảm giác vô vọng và sự run rẩy này, mày chỉ được phép làm thế thôi. Sau đó có ai đứng từ văn phòng nơi Kim Jae-hyun bị đẩy xuống, túm lấy sợi dây và kéo Kim Jae-hyun lên. Không ai khác chính là Nam Gong Hyuk. Hắn lấy tay che mũi vì mùi hôi, nhăn mặt nhìn Kim Jae-hyun trong bộ dạng thảm hại. Giờ hắn nên làm gì đây? Cô thư ký Oh bước vào, hỏi Nam Gong Hyuk rằng anh định để bọn chúng thoát đấy à? Ở ngoài hành lang, đội an ninh của Kim Jae-hyun quyết tâm bắt gọn nhóm của Kim Shin. Sau khi nhìn thấy Jin Tae đang đứng chờ sẵn với hai con dao trên tay, người dính đầy máu thì ngay lập tức có chút e dè. Jin Tae giơ dao lên nhìn chúng thách thức, muốn sống thì bước qua vạch này, thích thì cứ lên. Nếu như không còn màng đến tính mạng của mình nữa thì cứ nhào vô, Jin Tae sẵn sàng tiễn hết một loạt xuống địa ngục. Thư ký Oh nói với Nam Gong Hyuk rằng nếu muốn tóm gọn đám của Kim Shin thì phải có bên dọn dẹp, mà việc đấy thì để sau cũng được. Hơn nữa, tên Kim Shin kia còn ấn tượng hơn cô nghĩ. Giờ việc xử gọn đám của Kim Shin chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Dám chui đầu vào dọ, bộ điên hết rồi hay sao, sớm muộn gì rồi cũng phải đền mạng. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám tấn công ngay tại lãnh thổ của Nam Gong Hyuk. Lúc này, Shin Tae Jin đã về đến nơi, biết được Kim Jae-hyun bị hành là Castle sẽ không để Kim Shin yên đâu. Vụ này đau đầu rồi đây, Kim Shin đến dìu Ujin ra về. Trong vòng 30 phút, Kim Jae-hyun đã bị tấn công ngay tại chính trụ sở của hắn. Kim Shin đã hoàn thành nhiệm vụ vốn được coi là bất khả thi này. Nhưng cả nhóm lại không có ai thấy vui vẻ vì chiến thắng này cả. Công ty xây dựng Hasung mới chỉ là một nửa của tập đoàn Hasung. Tuy mới chỉ giải quyết được một nửa của Hasung, nhưng họ đã nhận ra khoảng cách giữa họ với Castle. Hôm sau, một bức ảnh đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội là bức ảnh chụp Kim Jae-hyun lơ lửng phía bên ngoài tòa nhà. Netizen bàn tán xôn xao và chế giễu dáng vẻ xấu hổ của hắn. Thư ký Oh đẩy xe lăn đưa một người đàn ông lớn tuổi vào phòng Kim Tae-hyun, anh trai của Kim Jae-hyun. Người này tên Kim Yeong-sung, là cha của Kim Jae-hyun và đồng thời là chủ tịch của tập đoàn Hasung. Lúc này họ đang ở trong phòng bệnh. Kim Jae-hyun dường như vẫn chưa vượt qua cú sốc, cuốn chăn lên người ngồi bệt xuống đất, không ngừng dãy dụa kêu cứu. Kim Yeong-sung vô cùng tức giận, hỏi kẻ nào đã gây ra chuyện này, kẻ nào dám coi thường tập đoàn Hasung này. Kim Tae-hyun cúi đầu nói rằng không biết. Kim Yeong-sung khó khăn chống gậy đứng dậy, quật cho tên đứng cạnh Kim Tae-hyun một cái vào giữa mặt khiến hắn ngã ra sàn, máu từ miệng chảy ra. Sau đó ông nghiến răng, ta cóc cần biết, Kim Tae-hyun, tìm ra kẻ đã gây nên chuyện này và xách cổ nó đến chỗ ta. Kim Tae-hyun ngoan ngoãn nghe lời chủ tịch, chuyển cảnh đến một nhà thờ, tiếng chuông vang lên. Shin Tae-jin ngồi giữa những hàng ghế, nhận được thêm một yêu cầu từ Hasung, mới cởi mũ ra lẩm bẩm, xin lỗi thưa cha, vì lại có thêm một kẻ chán sống nữa rồi. Tại tiệm xăm vào buổi sáng, phòng chữa bệnh phi pháp vào buổi tối của Lee Ji-won, Lee Ji-won đang băng bó chữa trị cho hội của Kim Shin. Lee Seon nhìn Jin Tae vừa được băng bó cho vừa tán tỉnh Lee Ji-won như chưa có gì xảy ra, anh vẫn không thể quên được cách di chuyển của cậu lúc chiến đấu. Quan sát kỹ thì trên cơ thể của Jin Tae có rất nhiều vết sẹo, chẳng lẽ cậu ta đã từng ra chiến trường rồi sao? Cha Su-min bước vào, hỏi Kim Shin, vậy anh đã trả thù được chưa? Tôi luôn nghĩ là Kim Jae-hyun sẽ bị thiên đường trừng trị vào ngày nào đó. Vậy giờ anh tính làm gì nữa? Kim Yeong-sung sẽ không để yên cho anh đâu. Giờ bên ta cũng đang không được ổn cho lắm. Nếu gây chiến thêm lần nữa là ta sẽ thua ngay. Kim Shin ngắt lời rằng Kim Tae-hyun mới là tên nắm quyền chứ không phải Kim Yeong-sung. Anh đang tính gặp Kim Tae-hyun và nói chuyện với hắn ta. Cha Su-min hỏi con chip của Kim Shin đâu. Kim Shin nói rằng không có, nhưng họ sẽ có một cái sớm thôi. Kim Tae-hyun lên xe ra về. Thư ký Oh ngồi ở hàng ghế trước mở lời xin lỗi vì đã gây ra rắc rối và chấp nhận sẽ nhận một hình phạt. Kim Tae-hyun tôn trọng khả năng phán đoán tình huống của cô ta. Kim Jae-hyun tự làm thì tự chịu thôi. Thư ký Oh bắt đầu nói về nhóm đã tấn công bọn họ. Kim Tae-hyun bất ngờ, gì chứ, nhóm tấn công họ sao? Thư ký Oh giải thích đó là nhóm mới thành lập ở Hoa Am, thủ lĩnh của chúng là Kim Shin.
Kim xin tập hợp đám côn đồ ở Hoa Am lại và thâu tóm lực lượng an ninh danh sách, một nhánh của công ty xây dựng Ha Sung ngay khi anh mới đến. Đồng thời Kim Sin cũng là bạn cùng lớp của Kim Jae-hoon hồi đại học. Kim Sin đã phải vào tù ở trung tâm cải tạo sau khi đánh nhau với Kim Jae-hoon. Sau đó thì bố của Kim Sin đã bị Castle giết chết. Đó cũng chính là lệnh của chủ tịch Kim Yeong-sung và mọi việc được chính Baek Jo-chan thực hiện. Kim Tae-hoon thắc mắc vậy thì đó giờ Kim Sin đã làm gì? Thư ký Oh trả lời, Kim Sin đã được coi là đã chết và biệt tăm suốt 8 năm ròng. Giờ thì anh lại quay trở lại và tiết lộ danh tính. Đồng thời Kim Sin cũng gây nên chứng thần kinh của giám đốc Kim Jae-hoon. Kim Tae-hoon phải thừa nhận rằng tên khốn Kim Sin đó đúng là tài thật, vì Kim Jae-hoon không phải dạng dễ dàng bị kích động như thế. Thư ký Oh nói có gặp Kim Sin lúc anh đang xông vào trụ sở của công ty xây dựng Ha Sung. Kim Sin có thể hạ cùng lúc 10 lính đặc công trong nháy mắt. Kim Sin là rồng, anh là kiểu ăn miếng trả miếng, nên thư ký Oh khá chắc bọn họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vì vậy cần phải loại bỏ hắn ngay lập tức. Sự bất ổn định ở Hoa Am là do Kim Sin gây ra, nếu khử được Kim Sin thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Kim Tae-hoon đồng tình với phương án này, sau đó cho gọi Shin Tae-jin vì chỉ cần mình tên này là đủ rồi. Để mà nói về Shin Tae-jin thì cũng đến lúc hắn ra tay rồi. Lúc nào tên này cũng phải nhận những công việc bẩn thỉu nhất. Đồng thời hắn cũng là một trong hai kẻ bảo vệ của thành phố. Tên công việc của hắn đúng là mâu thuẫn với hắn, nhưng Shin Tae-jin lại là kẻ giỏi nhất ở cái thành phố này. Hắn là kẻ duy nhất Kim Tae-hoon có thể tin tưởng giao công việc khi Baek Jo-chan đang bận. Shin Tae-jin đứng dậy khỏi băng ghế, ra về. Cha xứ ân cần tiến đến hỏi, hôm nay con lại về sớm à, con vẫn chưa xưng tội mà. Shin Tae-jin quay lại nhìn cha xứ, không nói gì mà chỉ đưa tay lên đỡ lấy cái mũ, sau đó cúi đầu với cha và ra về. Lần này vẫn như mọi khi, Shin Tae-jin luôn để lại một bọc tiền tại nhà thờ rồi đi. Về đến nhà, Shin Tae-jin kiểm tra hộp thư. Có một phong bì được Kim Tae-hoon gửi đến. Không có thông tin cụ thể nào mà chỉ kèm theo hai bức ảnh Kim Sin và Jin Tae, vậy ra hai người này là mục tiêu. Tuy vẫn còn thiếu thông tin, nhưng Shin Tae-jin biết tên tóc đen trong ảnh, Kim Sin mạnh đến mức có thể hạ gục 10 lính đặc công và thoát khỏi tay giám đốc Nam Gong Hyuk. Chắc Kim Sin phải mạnh lắm đây. Shin Tae-jin rút ra một con dao găm, sau đó tháo chiếc vòng thánh giá, thả xuống cùng một đống vòng nằm trong tủ. Hẳn Kim Sin mạnh như những kẻ trong Castle. Shin Tae-jin trang bị một cây đồ đen kín mít, quay trở lại nơi hắn đến tìm Kim Sin lần trước. Thấy bóng dáng Kim Sin lấp ló nơi cửa sổ, Shin Tae-jin trùm chiếc mũ mặt nạ lên, thì thầm, đừng tức giận. Bởi cậu cũng có tội mà, những kẻ như chúng ta luôn sẵn sàng để chết mà. Sau đó hắn nhanh chóng áp sát cửa trước, tự hỏi không biết Kim Sin sẽ phản ứng ra sao, đấy là kỹ năng cần thiết để sống sót. Kim Sin không nên đổ lỗi cho ai cả vì đây là thế giới mà cả mạnh và yếu đều cùng tồn tại. Bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Shin Tae-jin, hắn có cảm giác Kim Sin đang ở rất gần, chỉ ngay đây thôi, dường như hai người họ chỉ đang cách nhau một lớp cửa. Shin Tae-jin thả tay nắm cửa ra, ngay lập tức phía bên trong Kim Sin mở tung cửa. Trận này sẽ vui lắm đây, Shin Tae-jin tự nhủ. Kim Sin mặt không biểu cảm gì, cầm súng chĩa thẳng vào Shin Tae-jin. Shin Tae-jin hất một đường dao, dễ dàng giành lấy khẩu súng từ tay Kim Sin. Cứ ngỡ Kim Sin sắp ngã, ai ngờ anh lại cho Shin Tae-jin một cú đá thẳng vào phần bụng khiến hắn ngã nhào, sau đó Kim Sin tiến đến. Toàn đâm thẳng dao vào cổ họng hắn nhưng Shin Tae-jin nhanh chóng lấy khẩu súng ra đỡ phần lưỡi dao rồi hất thật mạnh ngược về phía Kim Sin làm cho cả hai người đều bị thương ở tay. Shin Tae-jin lộn một vòng trên mặt đất, lời đồn về tên Kim Sin này đúng là chính xác thật. Sau đó hỏi tại sao Kim Sin biết là mình sẽ đến. Kim Sin lạnh lùng đáp rằng nếu Shin Tae-jin không ngu như Kim Jae-hoon thì đối với Kim Sin nói chuyện này cũng thường thôi. Lúc này, Shin Tae-jin khá chắc là Kim Sin chỉ đang có một mình, ở đây chẳng còn ai khác ngoài anh cả. Shin Tae-jin đã hiểu ra, Kim Sin dùng chính mình để lừa Shin Tae-jin lao vào. Nếu đúng là vậy thì Kim Sin quá là ngạo mạn rồi, Kim Sin chỉ biết đến chiến thắng. Thật ngu ngốc, chẳng lẽ Kim Sin nghĩ bản thân đang ở đỉnh núi rồi sao? Tiếc là vẫn còn những đỉnh núi khác cao hơn ấy. Shin Tae-jin lấy đà đứng dậy, xông thẳng về phía Kim Sin. Hắn khua một đường dao trước mặt anh nhưng anh đã nhanh trí tránh được. Sau đó lợi dụng tư thế của Kim Sin, Shin Tae-jin hất thẳng mũi dao lên trên nhưng Kim Sin vẫn có thể tiếp tục tránh. Kim Sin bắt đầu xuất chiêu, đưa dao thành một đường chắn trước mặt khiến Shin Tae-jin phải lùi lại, sau đó nhắm vào cổ hắn toan đâm thẳng. Ai ngờ Shin Tae-jin nhân lúc này làm một đường ngọt sớt cắt vào bả vai của Kim Sin. Hai người cùng đề phòng lùi lại, vẫn giữ nguyên thế phòng thủ. Vậy ra tên Shin Tae-jin này không phải tay mơ sao? Nếu vừa rồi Kim Sin lao vào là bị chém ngay. Khó rồi đây. Gã Shin Tae-jin này cũng biết đánh đấm đấy. Hôm trước Kim Sin có gặp Nam Gong Hyuk, hắn đem lại cảm giác y như tên này. Thì ra đây là sức mạnh của một trong những trụ cột của Castle.
Bức tường của castle quả là cao hơn Kim Xin tưởng tượng. Bầu không khí thay đổi rồi, cả hai nhìn nhau vô cùng cẩn trọng. Chuyển cảnh đến sàn đấu phi pháp ở Nga, Vladivostok. Có một phụ nữ tóc bạch kim và một người đàn ông da màu đang ngồi nói chuyện với nhau. Người phụ nữ tóc trắng nói rằng ngày trước, Python trở về từ Hàn Quốc. Trước đây cô ta có thấy ông ta rồi, nhưng chưa bao giờ gần đến thế. Dù đã cố trấn an nhưng cơ thể cô ta cứng ngắc lại. Người đàn ông da màu kia tay châm điếu thuốc, hỏi Python ý cô ta là Python sát thủ huyền thoại đó. Hình bóng của quá khứ đang làm gì ở đây vậy? Người phụ nữ tóc bạch kim nhìn ra sàn đấu, nói rằng lão ta có đủ khả năng để gọi cho Isra đấy, cô ta sẽ không khử lão ngay đâu. Cơ mà điên thật đấy, như thể lão ta đang cố khơi mào chiến tranh ấy nhỉ, việc Amertigro giải nghệ kể cũng tiếc thật. Nghe người đàn ông da màu kia nói xong, người phụ nữ tóc bạch kim ngừng một chút như có suy nghĩ gì, sau đó khẳng định Isra không dựa dẫm vào quá khứ nên cô ta mới có chuyện muốn nhờ anh ta. Người đàn ông to cao da màu kia tên Medvedi, có nghĩa là gấu, anh ta là sát thủ của Isra đồng thời cũng là quản lý của sàn đấu phi pháp. Đi đi, và hãy hoàn thiện câu chuyện với Python, cô ta nói. Quay lại với Kim Xin và Shin Tae-jin, hai người lúc này lại tiếp tục lăn xả vào nhau quyết liệt. Shin Tae-jin khua một đường dao, Kim Xin nhanh chóng ngửa về phía sau né. Kim Xin là kẻ mạnh nhất Shin Tae-jin từng được giáp mặt kể từ lúc đến Hàn Quốc. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là hắn có thể toi đời ngay. Kim Xin xông tới, Shin Tae-jin ngay lập tức giơ dao lên đỡ. Nào ngờ Kim Xin huých một cú khiến hắn nghiêng người về phía sau. Kim Xin chuẩn bị xuống dao thì để ý được Shin Tae-jin đang định dùng chân tấn công anh. Ngay lập tức anh cúi rạp xuống rồi hai người lại tách nhau ra. Mắt thường không thể nào nhìn được chuyển động của Kim Xin, Shin Tae-jin phải đề cao cảnh giác. Nghĩ rồi Shin Tae-jin cởi bỏ mặt nạ. Kim Xin là một trong những kẻ mạnh nhất mà Shin Tae-jin từng được gặp. Chỉ một lỗi nhỏ thôi là Shin Tae-jin sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Rắc rối thật đấy. Giờ Kim Xin đã thấy mặt Shin Tae-jin rồi nên hắn không thể để cậu sống sót. Phải chiến đấu đến chết mới được. Nhanh như chớp, Shin Tae-jin tiến đến, con dao đã kể ngay trước mắt Kim Xin. Kim Xin vội vã né đường dao sau đó cũng dùng dao đáp trả. Nhân lúc này Shin Tae-jin rút từ thắt lưng ra một con dao khác đâm cho Kim Xin một phát vào phần bắp tay, sau đó đẩy ngã anh. Kim Xin cố gắng chống cự nhưng khi con dao được rút ra khỏi bắp tay, anh ngay lập tức mất thăng bằng xong cũng nhanh chóng lấy lại thế phòng thủ. Anh tiến lên, đâm Shin Tae-jin tới tấp, Shin Tae-jin lùi về phía sau, đạp cho Kim Xin một cái sau đó nhặt khẩu súng dưới đất lên bóp cò. Kim Xin bằng một cách nào đó vẫn có thể né được phát súng chí mạng này. Thấy Shin Tae-jin đang nằm ở dưới đất, Kim Xin vội đấm cho hắn một phát. Shin Tae-jin thấy đã đến lúc rồi, hắn cầm dao lên quyết ăn miếng trả miếng với anh. Khi Kim Xin bị con dao làm cho bất ngờ, hắn nhanh chóng lộn mấy vòng trên mặt đất rồi đứng phát dậy. Nhưng ai ngờ Kim Xin bằng một cách nào đó đã xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn thêm một đường dao ở giữa ngực. Shin Tae-jin không tìm được sơ hở nào từ Kim Xin cứ như quái thú vậy. Nếu Shin Tae-jin phải đối đầu với một con thú thật thì cũng chẳng khác biệt lắm với tên này đâu. Shin Tae-jin xông đến, hét lên. Rất lâu trước đó, Shin Tae-jin đã luôn ấp ủ trong lòng thứ sức mạnh thực thụ sẽ kết liễu mạng sống của hắn. Shin Tae-jin lúc này đã để lộ rõ sơ hở, Kim Xin giơ dao lên. Shin Tae-jin tự nhủ giờ là lúc để kết thúc mọi thứ, hắn mong rằng Kim Xin hãy đâm thẳng vào tim hắn. Nhưng Kim Xin lại không làm vậy. Shin Tae-jin hỏi, cậu còn đợi gì nữa? Kim Xin thắc mắc, sao anh lại bỏ cuộc? Anh đủ nhanh để né cú đó cơ mà. Shin Tae-jin quỳ xuống, hai tay buông thõng, đừng nhiều lời nữa. Giết tôi đi, tôi không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Cậu còn chờ gì nữa mà không giết tôi đi? Kể cả khi cậu giết tôi thì cậu và người của cậu rồi cũng chết hết thôi. Kim Xin thắc mắc tại sao Shin Tae-jin lại khao khát cái chết đến vậy? Shin Tae-jin không trả lời. Giang hai tay ra sẵn sàng để bị Kim Xin kết liễu. Được rồi, nếu như Shin Tae-jin đã muốn như thế. Sợi dây chuyền mặt thánh giá tượng trưng cho đức tin của Shin Tae-jin rơi xuống, tội lỗi của hắn liệu đã kết thúc. Ánh sáng lờ mờ trước mặt lẫn với những giọng nói đánh thức Shin Tae-jin dậy. Gì thế này, hắn vẫn còn sống sao? Hắn giật mình khi thấy khuôn mặt của Lee Seon. Shin Tae-jin vội vã ngồi dậy nhưng bị sự đau đớn ở phần thân trên cản lại. Như này là sao? Rõ ràng lưỡi dao đã đâm vào điểm chí tử của Shin Tae-jin rồi cơ mà. Kim Xin đã làm gì? Không lẽ anh đâm trượt sao? Những người trước mặt hắn bây giờ là người của Kim Xin sao? Lee Seon khoanh tay nói với Shin Tae-jin, cứ thả lòng đi, boss của bọn này có lệnh để mày sống. Vậy là Kim Xin tha mạng cho Shin Tae-jin là có chủ đích, lý do rõ rành rành ra rồi. Shin Tae-jin nói, nếu mấy người tính dùng tôi như vật trao đổi thì quên đi. Ha Sung chẳng hề đoái hoài gì đến mạng sống của tôi và chủ tịch Kim Tae-hun không bao giờ có chuyện thương lượng đâu. Gọi Kim Xin đến đây, tôi cần nói chuyện với cậu ta. Xem chừng trốn thoát bây giờ cũng khó khăn đây.
Cha Su Min cũng xuất hiện ở cửa, nói rằng Kim Sin hiện không có ở đây, boss của bọn này đang có hẹn rồi. Sao chứ? Không thể nào. Chiếc xe chở Kim Tae Hoon và thư ký Oh đang đi bỗng phanh gấp vì có một cái xe chắn đường. Tên ở chiếc xe trước mặt kia bước xuống chửi đồng lên. Người này, thư ký Oh đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi. Tài xế của Kim Tae Hoon nói rằng ông sẽ xuống xem một chút rồi quay lại ngay. Nhưng thư ký Oh cản ông lại vì nhìn tên này rất quen. Hóa ra người đó chính là Jin Tae. Jin Tae áp sát và ngay lập tức cho tên an ninh một phát dao vào bụng. Thư ký Oh giật mình, tại sao người của Kim Sin lại ở đây? Kim Tae Hoon nhăn mặt, bọn mày không biết tao là ai sao? Kim Sin lúc này cởi mũ ra trả lời, tất nhiên là biết rồi. Rất vui được gặp ngài, Chủ tịch Kim Tae Hoon. Một người đàn ông tóc vàng bước xuống xe, nói, bây giờ anh đi quá xa rồi đấy. Anh không nghĩ vậy sao, anh và tất cả người của anh. Người này tên Ryu Jihad, là một thành viên đầy quyền lực của tập đoàn Hasung. Jin Tae chỉnh lại cái mũ lưỡi chai, ồ, anh chàng này nhìn mạnh đấy. Ở trong xe của Kim Tae Hoon, thư ký Oh cầm dao sẵn sàng tiếp cận Kim Sin đang ngồi ở ghế sau. Kim Tae Hoon quay sang nói với Kim Sin rằng chỉ một cử chỉ của hắn thôi cũng sẽ khiến Kim Sin không thể thấy bình minh. Nhưng Kim Sin không nói gì, anh cho tay vào túi áo trong khiến thư ký Oh có một chút kích động, sẵn sàng tấn công. Nào ngờ thứ Kim Sin rút ra là con dao của Jin Tae Jin. Cả thư ký Oh và Kim Tae Hoon đều vô cùng bất ngờ. Lúc này Kim Sin mới nói, tất cả những gì tôi từng muốn là kiểm soát toàn bộ Hoa Am và trả thù. Thực tế là tôi đã có được cả hai và anh sẽ không phải chia sẻ tập đoàn Hasung với người em ruột của mình nữa. Anh vừa tấu hài đấy, Kim Tae Hoon bị bắt thóp, vẻ mặt tối sầm lại, nhếch mép, anh chắc hẳn đang nói đùa. Kim Sin cúi đầu xin lỗi sau đó nói, tôi không cần nhiều điều trong cuộc sống này. Tôi chỉ muốn cứu những gì tôi còn có và sống tiếp, tôi chẳng còn người thân nào. Nếu anh muốn anh đã có thể xử tôi và nhóm của tôi chỉ trong một giờ. Nhưng anh đã quyết định không làm gì cả, tôi sẽ làm bất cứ nhiệm vụ nào anh giao cho tôi. Xin hãy giúp tôi, gì thế này, tại sao tự nhiên Kim Sin lại xuống nước như vậy? Chẳng lẽ những lời anh nói là sự thật sao? Kim Tae Hoon chống tay lên cằm, đủ rồi đấy, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Anh có thể về, tôi sẽ suy nghĩ lại và báo anh sau, thư ký Oh vô cùng bất ngờ. Kim Sin nói rằng sẽ trông đợi vào sự hợp tác của hai người sau đó ra khỏi xe. Thư ký Oh hỏi liệu Kim Tae Hoon có tin vào những lời Kim Sin nói. Kim Tae Hoon trả lời rằng dù Kim Sin rất khó để tin được nhưng Kim Tae Hoon sẽ trừ khử anh bất cứ khi nào hắn muốn. Nếu Jin Tae Jin đã không thể diệt được Kim Sin chắc chắn Ryu Jihad có thể làm được. Kim Tae Hoon không nghĩ Kim Sin là vấn đề đáng lo ngại vì họ có hai người quan trọng ở đây, những người có thể diệt trừ Kim Sin bất cứ lúc nào. Nơi mà họ đang đến ngay lúc này là một khu vực mà chỉ có quái vật tồn tại. Những kẻ đã vội vàng xông vào và cố gắng làm hại Hasung chưa bao giờ nghĩ rằng có một thế lực như vậy tồn tại phía sau bảo kê Hasung. Chuyện đã xảy ra với Jin Tae Jin thật đúng là không thể ngờ tới. Sẽ luôn có một thế lực mới hiện lên bất kể thế nào nên hãy cùng xem liệu Kim Sin có thể sống sót nổi ở thành phố Hoa Am này. Nếu như Kim Sin có kỹ năng làm được điều đó, Kim Tae Hoon sẽ đồng ý với thỏa thuận. Nếu không thể thì Kim Sin cũng chết đi là vừa. Tuy nhiên thư ký Oh đã quên mất một điều này, Kim Sin đâu phải là rồng. Cái nhìn đầu tiên, Kim Sin liều lĩnh. Thật khó để nghĩ về điều đó nhưng Kim Sin, anh ta là một trong những món đồ chơi tuyệt nhất mà Kim Tae Hoon có thể có. Kim Sin xuống xe gặp Jin Tae. Jin Tae nói rằng anh hầu như không nhẫn lại được trước lời khiêu chiến. Một ngày khác tiết trời nóng và thật tuyệt khi đột nhập vào tòa nhà đó. Kim Sin nói với Jin Tae rằng người dọn dẹp mà Kim Tae Hoon gửi đến hôm qua thuộc level hàng XK. Nghe đến đây Jin Tae giật mình. Kim Sin nói tiếp, hắn đã cố ý đầu hàng. Kim Sin sẽ không có được chiến thắng dễ dàng nếu hắn không đầu hàng trước. Rồi Kim Sin kể một ngày khác Kim Sin tình cờ gặp một gã tên Nam Gong Hyuk và đội của họ cần biết nhiều hơn về chúng. Cho đến lúc đó, đội của Kim Sin không được phép manh động. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, họ sẽ chờ cho đến khi cơ hội chín muồi đã đến. Sau đó hai người lên xe quay về, đến căn cứ, mọi người đều quay ra nhìn Kim Sin. Cha Su Min hỏi anh trở về với biểu cảm như thế kia nghĩa là cuộc đàm phán với Kim Tae Hoon đã diễn ra theo đúng kế hoạch, chuẩn chứ? Kim Sin trả lời rằng hắn ta sẽ suy nghĩ về nó nên hãy đề cao cảnh giác cho đến lúc đó. Hắn sẽ báo lại cho Kim Sin sớm thôi. Kim Sin đi về phía Jin Tae Jin đang nằm trên giường rồi đưa cho hắn ta một bao thuốc lá. Jin Tae Jin ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, né tránh ánh mắt của Kim Sin rồi hỏi tại sao lúc đó Kim Sin không giết hắn. Kim Sin ngưng lại một lúc rồi ném bao thuốc lá lên bàn, trả lời đánh trống lảng, nhân tiện thì tao đã mượn con dao của mày một lúc. Tao nói với hắn là tao đã giết mày, tao hy vọng điều đó sẽ giúp mày. Jin Tae Jin thắc mắc không biết Kim Sin định âm mưu gì, đừng nói là Kim Sin muốn dùng Jin Tae Jin cho kế hoạch của anh. Kim Sin trả lời rằng anh không đảm bảo điều đó nhưng anh có thể giúp Jin Tae Jin sống một cuộc đời mới nếu hắn muốn.
Anh muốn hắn trả ơn anh bằng thông tin của Castle. Nghe tới đây Shin Tae-jin cười phá lên, lấy tay chạm vào vết thương rồi nói với Kim Shin rằng anh rất thú vị, hắn có đưa thông tin cho anh hay không. Dù hắn có về phe anh hay không thì Shin Tae-jin sẽ trả giá cho nhiệm vụ hắn đã thất bại và tất cả những người trong đội của Kim Shin sẽ phải chết. Shin Tae-jin thừa nhận rằng Kim Shin mạnh và điêu luyện. Bản thân anh có những kỹ năng mà không ai ở Hàn Quốc có trừ những người trong Castle, hoặc Yakuza ở Nhật, hoặc Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông. Shin Tae-jin có thể nói ra nơi mà mọi người được huấn luyện. Tất cả kỹ năng của Kim Shin đều đỉnh cao. Hắn hỏi Kim Shin có phải anh đến từ XK thuộc Nga. Kim Shin bất ngờ vì hắn nói hoàn toàn chính xác. Shin Tae-jin nói tiếp, nếu Kim Shin đến từ XK thì điều đó có thể giải thích được sao anh lại bá vãi mèo như vậy. Kim Shin có thể mạnh ngang ngửa các thành viên mạnh nhất Castle nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Shin Tae-jin khuyên rằng nếu Kim Shin muốn sống thì hãy từ bỏ đi, nếu chúng nhắm vào anh thì anh sẽ không có cơ may nó sống sót đâu. Kim Tae-hun và thư ký Oh đã đến điểm hẹn. Hai người bấm thang máy, cửa thang máy vừa mở ra thì một người đàn ông da ngăm đã chào đón anh. Ồ, Kim, lâu rồi không gặp anh, vào đi, chúng ta cùng lên trên với nhau nào. Người này tên là Ju U-sung, giám đốc điều hành của Hua Jin, một cựu đại diện của chi nhánh Hắc Long, Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông. Cô gái tóc bạch kim vô cùng cá tính ở bên cạnh anh tên là Linh Linh, cô là vệ sĩ đặc biệt. Bốn người họ vào trong thang máy, Linh Linh vừa thổi bong bóng kẹo cao su vừa nhướng mày nhìn thư ký Oh, thư ký Oh tỏ vẻ khó chịu. Lúc này Ju U-sung nói với Kim Tae-hun rằng hắn đã nghe chuyện xảy ra và hỏi rằng Kim Jae-hun có ổn không, định làm tiệc ăn mừng như thế nào. Kim Tae-hun căn bản còn không quay sang nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói hai chữ, ngừng đùa. Có vẻ ai cũng biết việc Kim Tae-hun vui như thế nào khi Kim Jae-hun thành ra nông nỗi kia. Ju U-sung cười phá lên, nói rằng thỉnh thoảng trêu chọc giám đốc Kim cũng vui, sau đó đặt tay lên vai Kim Tae-hun nói có thể gọi cho hắn bất cứ khi nào bản thân gặp chuyện và còn tự nhận mình tốt hơn đại diện Bích vì các chàng trai của hắn giỏi trong việc xóa bỏ nhiều người mà không để lại bất kỳ dấu vết. Vậy nên Kim Tae-hun hoàn toàn có thể tin tưởng ở hắn. Kim Tae-hun bày ra nét mặt vô cùng khó hiểu nói rằng anh không cần sự giúp đỡ. Lý do lớn nhất mà Kim Shin không thể đánh bại được Castle là gì? Kim Shin liệu đã từng nghe danh thất trụ Castle chưa? Ju U-sung giám đốc điều hành Hua Jin và Kim Tae-hun chủ tịch tập đoàn Hansung, hai người họ bước vào phòng họp. Ju U-sung mở lời, nói vậy là thô lỗ đấy các tiền bối đáng kính của tôi ơi. Một người đàn ông mặc áo vest xanh nước biển đội mũ phớt đen hỏi, chuyện gì đã xảy ra với người trẻ nhất tới trễ vậy? Sau đó nở nụ cười, chà, rất vui được gặp lại mọi người. Mọi người thế nào? Các vệ sĩ làm rất tốt nhiệm vụ đúng chứ? Người này tên Kim Hoang, là một người cực kỳ thành công và cũng là bàn tay vàng trong làng trái phiếu quốc gia. Người đàn ông ngồi đối diện tên này ánh mắt có một chút dò xét, rất vui được gặp mọi người. Người này tên Im Woo-yeon, là cựu thành viên Yakuza, đồng thời đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của ủy thác đầu tư Mori. Người đàn ông có mái tóc bạc và một bên mắt bị chột cùng vết sẹo hình chữ X ngồi bên cạnh tên là Chun Izo, là giám đốc điều hành Hotel Castle. Ông lên tiếng, tất cả chúng ta đều có điều muốn đưa ra nên vui lòng nhanh lên. Ju U-sung mỉm cười, nét mặt tối lại, tôi thích cái bầu không khí nghiêm nghị này của các tiền bối. Kim Tae-hun cũng nhìn mọi người dò xét, thắc mắc, tôi không thấy đại diện Baek. Mọi người cùng nhìn về vị trí chiếc ghế trống. Đây chính là ghế của Baek Jo-chan, cựu sát thủ người Nga, đại diện thương mại. Một người hầu cận nói rằng đại diện Baek không thể tới đây vì bận chuyến công tác tới Nga, vậy nên có người khác đến. Lúc này ở ngoài cửa có một bóng người bước vào, cả năm người họ ngay lập tức quay ra nhìn. Là một người đàn ông với vết sẹo chéo giữa mặt và mái tóc đỏ mận. Hắn mỉm cười, cảm ơn tất cả các vị đã đến đây, hãy bắt đầu cuộc họp. Người này là Choi Min-guk, là người sáng lập và đứng đầu Castle và đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của Castle. Tại căn cứ của Kim Shin, Shin Tae-jin kể hết mọi chuyện. Shin Tae-jin đã đề nghị một cuộc đình chiến nhưng Castle bây giờ đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không kể những ảnh hưởng của nó trong kinh tế và cả chính hội Tam Hoàng, Yakuza ở châu Á đến Mafia ở châu Âu và ở Mỹ Latin. Sức ảnh hưởng của chúng lan đến tất cả bọn họ không có cách nào trốn thoát được cả. Shin Tae-jin nhắc nhở Kim Shin anh đừng quên rằng anh không phải là người duy nhất sẽ chết. Kim Shin tựa vào bàn, khoanh tay nhớ đến người thầy và người cha quá cố của mình. Kim Shin mím môi, Lee Seung bước vào, đập mạnh tay vào tường nói rằng ngày Castle bị lật đổ. Sao mấy tên côn đồ đó lại dám không tôn trọng tổ quốc và đi giao thương với mọi nước ngoài cơ chứ? Nhân tiện thì cái nhóm XK đó, Lee Seung hỏi cha Su Min, cô đang hợp tác với chúng à? Cha Su Min bước vào, nói rằng cô cũng không bất ngờ. Dae Jeon cũng từ đâu đến, nói rằng không muốn nghe lén hai người đâu và xin được thứ lỗi. Đến tận bây giờ tất cả bọn họ luôn sống như một lũ vô hình đã chết, chỉ có việc thở thôi. Shin Tae-jin hỏi Kim Shin rằng anh muốn chết đúng chứ? Đó là cách chúng ta sống, Jin Tae bước vào. Ồ,
thằng khốn này muốn gì đây? Dejion nói với Shin Tae-jin, này sát thủ kia, anh nghĩ bọn tôi không biết sự cách biệt về sức mạnh sao? Chúng tôi biết rất rõ, nhưng bọn tôi sẽ vẫn đối mặt với chúng cho dù phải hy sinh mạng sống của mình. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để lật đổ Castle, cứ chờ mà xem. Shin Tae-jin nhìn mọi người trả lời, để mà xem. Để tôi nói các cậu biết vài thứ về Castle. Kim Shin cúi người nói, chúng tôi đã biết về 7 tên trụ cột của bọn chúng rồi. Thứ chúng tôi cần biết thêm chính là sức mạnh riêng của mỗi người bọn họ, như Nam Gong Hyuk chẳng hạn. Sau đó hỏi Shin Tae-jin và những người khác đã ở trong Castle được bao lâu rồi. Shin Tae-jin giơ tay chạm một lần nữa vào vết thương. Được thôi, vì mọi người muốn biết đến vậy, Shin Tae-jin sẽ nói tất cả những gì mình biết. Trên Shin Tae-jin còn có 10 người, mỗi người đều được chọn ra bởi 7 trụ cột và tất cả đều ở đẳng cấp thế giới. 10 đại diện của Castle, đó là tên gọi của họ trong tổ chức, Nam Gong Hyuk là một trong số đó. Jin Tae hỏi vậy còn Python và Baek Jo-chan liệu hắn cũng là một trong những đại diện. Shin Tae-jin đáp Baek Jo-chan, nếu đến từ Ikka chắc hẳn sẽ biết hắn. Shin Tae-jin vẫn không quên được cái ngày mà cậu gặp hắn ta. Khi hắn gia nhập Castle, đã có rất nhiều nghi kỵ về năng lực của hắn ta. Vì thế Baek Jo-chan đã loại bỏ hết tất cả bọn họ và chứng minh được năng lực của mình. Nên Baek Jo-chan đương nhiên nằm trong 10 đại diện rồi. Shin Tae-jin cười khùng khục. Giờ nghĩ lại thì Shin Tae-jin đã từng tin một tin đồn thế này trong một khoảng thời gian rồi, rằng Baek Jo-chan đã trở thành một thực thể không thể chạm vào. Sau đó anh quay sang hỏi Kim Shin rằng đội của Kim Shin cần phải có bao nhiêu người có thể hạ được Shin Tae-jin và Nam Gong Hyuk. Kim Shin chưa kịp trả lời thì Shin Tae-jin đã nói tiếp, ít nhất là 5. Nếu Kim Shin nói mình muốn lật đổ Castle thì cần phải có ít nhất 5 người ở đẳng cấp thế giới. Vì nếu không có, đám của họ sẽ không đọ nổi với chúng đâu. Rồi Shin Tae-jin đảo mắt nhìn mọi người, hỏi, các cậu cứ định ngồi đó sao? Nghĩ Castle sẽ để yên sao? Đã quá muộn rồi. Các cậu đã khơi mào cuộc chiến, nếu may mắn, tôi có thể sống sót. Như các cậu đã nói, các cậu phải chiến thắng cuộc chiến toàn diện giữa các cậu và Castle. Tôi không muốn lên kế hoạch cho một cuộc chiến biết rõ phần thua đâu. Castle vốn dĩ là một tổ chức vô cùng hùng mạnh, sẽ rất bình thường nếu chúng tôi chết khi tranh chấp xảy ra, Kim Shin nói. Kim Shin sẽ bắt đầu với việc đánh bại các đại diện hỗ trợ cho các trụ cột trước. Cũng có một thông tin khác mà Kim Shin biết được, Kim Sun-kyu của Đảng Đổi Mới, một ứng cử viên tổng thống chính là người đó. Shin Tae-jin giật mình, Kim Sun-kyu của Đảng Đổi Mới sao? Cái gì chứ? Đó là danh tính của người đó sao? Nhưng đây là lần đầu tiên Shin Tae-jin nghe chuyện này. Đây là thông tin mật giữa các đại diện sao? Quay trở lại với buổi họp của thất trụ Castle, người hầu cận nói rằng vấn đề này nên được để lại cho Chủ tịch Kim Hoang. Tiếp theo, Ngài Tổng thống sẽ trực tiếp hoàn thành chương trình nghị sự liên quan đến người đó. Các anh em, như mọi người đã biết, kết quả mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đang đến gần. Cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc, chúng ta nên cẩn thận hơn về vấn đề vũ khí. Việc sử dụng súng cầm tay và giao tranh giữa các tổ chức đều bị cấm. Tất cả mọi người hãy nhớ rằng trong vòng 6 tháng, Castle sẽ tái sinh và trở thành tổ chức lớn nhất trong lịch sử mà không ai có thể đụng đến. Nếu 6 tháng là thời gian đối với Castle để làm điều đó thì đối với Kim Shin, khoảng thời gian 6 tháng là thời gian đội của anh có thể tấn công chúng. Shin Tae-jin nhìn Kim Shin, tên này hắn nghiêm túc, cậu ta thật sự muốn làm vậy, cậu ta thật sự muốn lật đổ kẻ xấu. Shin Tae-jin nói rằng anh nghĩ mọi người đã nói chuyện xong rồi và kết thúc cuộc thảo luận tại đó. Tại bang Petersburg ở Nga, một đám người cầm súng đang chạy trong một con ngõ nhỏ. Có vẻ đại ca của chúng nó gặp nguy hiểm, có người dám đột nhập vào địa phận của bọn họ. Lúc này bỗng có một chiếc xe ô tô phân khối lớn đâm thủng bức tường và chặn đường bọn họ. Từ trong làn khói mờ ảo, một người đàn ông đô con cầm khẩu súng to lớn trợn mắt lên nói lớn, ta là tai họa đây. Tên này là sát thủ đặc biệt của Ikka, nói rồi hắn cho súng nổ liên tục. Chuyển cảnh, một tên béo lùn mở két sắt ra, run rẩy nói, đây, 100 triệu đô la và tiền lãi, vậy như thỏa thuận, hãy để tôi sống. Một người mặc đồ da màu đen đi cùng với tên xạ thủ kia thả cò súng ra trả lời, nhìn tao có giống người sẽ giữ lời không, tao đã cố rồi nhưng vẫn không được. Tên béo kia toát mồ hôi, mặt xanh xao tái mét vào lắp bắp, nhưng anh đã nói sẽ cho tôi đi. Tên kia đút súng vào túi quần, trả lời, đúng rồi tao đã giữ lời mà. Tên này tên là Komodo, hắn là sát thủ hợp đồng của Ikka. Hai tên này ngồi trên một đống tiền, quả đúng như chúng nghĩ, đi công tác gần là tuyệt nhất. Tên Komodo giơ dao lên, nói rằng hắn đã khá chán mấy việc như này rồi. Hắn không gia nhập Ikka vì tiền, tên xạ thủ kia hỏi, một chút tiền thì đã làm sao đúng chứ? Không phải chỉ có một ít thôi sao, và cũng không còn tổ chức nào mà Komodo có thể kiếm tiền nhiều bằng Ikka đâu. Komodo ấn phần mũi dao lên một sấp tiền, nói rằng có thể là vậy nhưng hắn nghe nói Python đang tập hợp những tên hữu dụng lại. Sau đó hắn ấn thật mạnh dao xuống, trừng mắt lên hỏi xạ thủ,
mày không biết Python phù hợp với cái gì sao? Nếu là mấy tin đồn đó là thật thì hắn có thể mạnh đến mức nào đây? Tên xạ thủ kia thấy Komodo có vẻ đang muốn thử hắn. Komodo nói hắn thử tự đi kiểm tra xem thế hệ của hắn hay của bọn họ khá hơn. Nếu hắn không có gì mạnh cả thì bọn họ có thể chứng minh năng lực và có được nhiều hơn nữa. Nhưng lỡ như hắn thật sự mạnh như lời đồn thì bọn họ sẽ theo dõi hắn ta cùng nhau lật đổ XK. Tên xạ thủ kia suy nghĩ một hồi rồi giật lấy tập tiền trên con dao, được đó, thắng thì ăn hết. Tên Komodo nở nụ cười ác quỷ, Python, để tao xem mày có thật sự mạnh như lời đồn hay không đây. Tại Vladivostok ở Nga, tên Komodo đạp mạnh lên bờ tường và quan sát xung quanh bằng ống nhòm, đưa ra kết luận lối vào qua mái nhà. Hắn nghĩ tên xạ thủ phải liều lĩnh hơn vậy chứ, hắn thật sự xứng với cái danh của mình. Tên xạ thủ kia mồm vẫn hút dở điếu thuốc, leo dây có trang bị súng xuống nhe răng cười, ha ha ha, anh ta không phải một gã bình thường đâu. Hắn có bí danh là Python, hắn ta có vẻ nham hiểm nhỉ, nhưng giống Komodo thì ăn rắn. Ý của tên xạ thủ là hắn sẽ rời khỏi vị trí trung tâm trong cuộc chiến với Komodo. Ý nghĩa sâu xa ở đây vì loài rồng Komodo săn mồi của chúng trong trạng thái tàng hình, đó là lý do tại sao bọn chúng tàng hình chứ không phải hung dữ. Tên Komodo kia đồng ý để xạ thủ làm những gì mà hắn thích và cũng không quên dặn dò đừng quá dễ dãi nếu không sẽ chết bất cứ lúc nào. Komodo mặc đồ của nhân viên sửa chữa, cầm theo một cái vali đột nhập vào tòa nhà nơi Python ở. Lạ thật đấy khi mà ở bên trong không có bất cứ một cái bẫy nào cả. Tại sao Snapper anh ta im lặng thế này? Đây là lúc để anh ta tạo ra tiếng động mà. Tên xạ thủ kia có bí danh là Snapper, làm gì có chuyện Python huyền thoại lại kém hiểu biết thế này chứ? Nhưng thằng khốn xạ thủ đó cũng dễ bị kích thích lắm. Komodo bước vào một căn phòng, hắn có một sự cảm xấu kèm một chút lo âu mất bình tĩnh. Bỗng hắn giật mình khi nhìn thấy Snapper đã chết gục ở trên sàn nhà trong tư thế dựa lưng vào tường. Làm thế nào lại như vậy được? Rốt cuộc anh ta đã sống được trong bao lâu? Lúc này có bóng dáng ai đó xuất hiện ở phía sau Komodo, ngay sau đó hắn bị tấn công bất ngờ. Hắn trừng mắt lên nhìn kẻ đã tấn công mình, đó chính là Python. Python cho tên này một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt khiến hắn ngã ngửa ra phía sau rồi Python lại nắm lấy tay hắn giật lại và rồi bóp cò súng sau đó tước lấy khẩu súng và ném đi. Là hắn ta cố tình sao? Chết tiệt thật. Python lại tiếp tục đấm cho tên này một phát vào giữa bụng khiến hắn văng ra xa, cơ thể đập mạnh vào nội thất trong nhà rồi ngã xuống ho khù khụ khiến máu từ trong miệng cứ thế chảy ra sàn. Python tiến lại gần Komodo, nãy giờ trên người hắn chỉ mặc duy nhất bộ áo choàng tắm. Rất nhiều sát thủ của XK đã đến đây, tên Komodo này có thể nói là cừ hơn mấy kẻ đến đây trước trong hôm nay đấy, nhưng sở trường của hắn là dao cơ à. Sau đó Python cầm con dao lên phi thật mạnh vào bức tường phía sau Komodo rồi nói, tuyệt đấy, mấy tay súng ở Hàn Quốc rất hiếm nên những kẻ dùng dao như ngươi khá hữu ích đấy. Cho ta xem mấy thủ thuật của ngươi đi thằng nhóc. Komodo vươn tay cầm lấy con dao ở phía sau, giọng gầm gừ, tao sẽ cắt ngươi và giết chết ngươi. Chết tiệt, vậy là toàn mấy tin đồn nhảm nhí. Tên Python này còn hơn cả mấy tin đồn đó nữa. Kể từ giờ phút này, đối với Komodo đây là một trận chiến sinh tử. Komodo thủ sẵn tư thế sau đó vừa vung dao vừa tiến về phía Python. Python cũng nhanh chóng lùi lại, Komodo hét lên, để ta tiễn người sang bên kia với Snapper. Ta không biết cái gọi là lòng trung thành nên ta chẳng theo kẻ nào cả. Rồi hắn giơ chân lên đạp thật mạnh vào giữa mặt Python một cái. Python dễ dàng nắm được cổ chân hắn, ta thích điều này. Ngươi giỏi đấy, gì kia chứ, chặn được đòn chỉ với một cánh tay thôi sao. Sau đó Python túm cổ chân rồi quăng hắn lên như một cái rẻ lau. Komodo lấy lại được tư thế khi lơ lửng trên không trung, hét lên, cái thằng già chết tiệt này, ta sẽ hạ gục ngươi. Lúc này Komodo dùng đầu gối đập thật mạnh vào đầu của hắn nhưng ai ngờ lần này Python cũng dễ dàng né được. Lại né được sao? Tên này được đấy. Komodo có thể nói là khá vui đấy vì Python giỏi hơn nhiều so với mấy tin đồn mà hắn đã nghe. Komodo lùi lại, ngồi khuỵu xuống nói, để ngươi biết thêm thì ta là sát thủ giỏi nhất ở XK với chuyên môn là đánh nhau bằng dao. Ngươi đã mắc sai lầm lớn khi đưa ta con dao này đấy. Nói rồi hắn lại xông về phía Python, vung dao chém một đường nhưng lần này hắn vẫn không thể tóm được Python. Tại sao lại thế? Có khoảng trống nào sao? Rồi hắn tiếp tục thử thêm một lần nữa vung dao liên tục. Nhưng bằng một cách nào đó Python vẫn có thể tránh được. Hắn ta làm điều đó như thế nào vậy? Komodo chắc chắn đã cắt được hắn ta sau khi rút ngắn khoảng cách rồi cơ mà. Hắn làm Komodo nhớ đến Amertigro. Nhân lúc Komodo đang mải suy nghĩ, Python tiến đến đấm thật mạnh vào mặt Komodo khiến máu me bắn ra tung tóe. Hắn mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau. Nhân lúc này Python tiến đến, nắm lấy lưỡi dao rồi kết liễu Komodo. Quả nhiên Komodo đã không có bất cứ cơ hội nào ngay từ khi bắt đầu rồi. Python đạp cho hắn một cú thật mạnh khiến hắn bay lên, máu văng tung tóe. Với Komodo, đó là bọn họ, những người chẳng có cơ hội chiến thắng nào.
Python quá mạnh và tàn nhẫn, kẻ này thật sự là Python rồi. Python cầm lấy con dao của Commodore tiến về phía hắn hỏi, không tệ nhỉ. Rồi Python đâm thật mạnh con dao xuống góc bàn và nói rằng con dao này không hợp với phong cách chiến đấu của Commodore, sau đó hỏi hắn, ngươi sẽ tiếp tục làm con chó của Ika đến bao lâu nữa? Hãy trở thành gây kiếm của ta, nói rồi hắn ném con dao xuống, con dao đâm vào phần mặt đất ngay gần đầu Commodore. Làm thuộc hạ của ta, ngươi có thể còn trở nên tốt hơn bây giờ nữa. Ta sẽ để ngươi tận hưởng sự tự do đen tối mà chẳng kẻ nào dám vượt qua cả. Commodore mở to tròng mắt nhìn Python, Python, tại sao hắn ta có mùi giống như cá vậy? Commodore đã từng săn đuổi rất nhiều kẻ mạnh nhưng hắn chưa bao giờ thua cuộc cho tới ngày hôm nay. Thế nhưng Python đang cho Commodore một điều lý tưởng mà hắn luôn ao ước, điều mà hắn ta không thể có được từ lâu rồi, đó chính là sự độc ác thuần túy. Nghĩ tới đây hắn gồng mình đứng dậy, cầm lấy con dao và quyết định từ ngày hôm nay trở đi Python sẽ trở thành đấng để Commodore đi theo. Rồi hắn quỳ xuống trước mặt Python, quay lại với nhóm của Kim Shin, Ujin búi tóc lên, khởi động cơ bắp nói với Kim Shin rằng cậu đã sẵn sàng, hãy bắt đầu. Kim Shin cảnh cáo, anh có thể chết vì không có vũ khí đấy. Nhưng Ujin vẫn vào tư thế cùng quyết tâm, đánh tôi bằng tất cả sức lực của cậu đi, làm ơn.